Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 212. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Khương Ách sắc mặt có chút trắng bệch, bình thường không sợ trời, không sợ đất hắn, giờ phút này vậy mà cũng có chút bối rối. Thượng phẩm pháp tôn cảnh yêu thú a, hơn nữa còn là hai đầu, cái này khiến hắn làm sao không sợ. Để Tà Vũ tới, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc đài thôi động, quang mang chớp động ở giữa, hai đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiêu Tiêu vừa mới chuẩn bị tiếp tục hàng phục lục xí ma bằng, lại trực tiếp bị Tiêu Phàm gọi đi qua, trong lòng có chút khó chịu. Thông thiên ba mãng, lục xí ma bằng lại là con người hơi hơi co rụt lại, kinh hô một tiếng. Cái gì thông thiên ba mãng? Nam Cung Tiêu Tiêu không hiểu, chỉ là vừa dứt lời, hắn ánh mắt vừa mới bắt gặp chân trời dài đến mấy ngàn trượng ba đầu thông thiên thần mãng lúc, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Tiêu Phàm, sự tình có hơi phiền toái a. Khương Ách cũng đem Tà Vũ truyền đưa tới, có thể đối mặt ba đầu cường đại thông thiên thần mãng, hắn thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Không phiền phức gọi ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm bạch Tà Vũ một cái. Tà Vũ nhún nhún vai, xem như ta không nói gì dáng vẻ. Lão nhị, lục xí ma bằng, hai người các ngươi ứng phó một đầu lớn không có vấn đề a. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đối diện thông thiên ba mãng, cũng không quay đầu lại nói. Đầu kia tiểu nhân thông thiên thần mãng dường như đang cùng hai đầu lớn thuật nói gì đó, sau đó bọn chúng cùng nhau hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay tới. Ta thử xem, Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt chiến thiên kích, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Lục xí ma bằng không nói, nhưng trên người đã dâng lên chiến ý. Tà Vũ, đầu kia tiểu nhân giao cho ngươi. Tiêu Phàm lại nói. Ngươi có thể đối phó đầu kia lớn. Tà Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thử xem. Tiêu Phàm cũng không có nắm chắc, nhưng là bây giờ thế cục này, chỉ có thể hắn tới đối phó đầu kia lớn, Khương Ách, để Diệp Khuynh Thành cùng quân Nhược Hoan bọn họ tùy thời làm tốt trợ giúp. Tốt, Khương Ách gật gật đầu, hắn cũng biết sự tình khẩn cấp. Hôm nay nếu như không giải quyết ba cái này đầu thông thiên thần mãng, bọn họ sợ là rất khó yên ổn rời đi nơi này. Giết, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, hắn cũng không thể để thông thiên ba mãng giết tới, nơi này có không ít vô tận thần phủ tu sĩ, bọn họ có thể không ngăn cản được đối phương công kích. Dám đả thương con ta, tự tìm cái chết, đối diện một đầu đại mãng gầm thét. Há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, cả mảnh trời khung đều bị đốt thành huyết sắc. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Tu La Cửu Biến Đệ Thất Biến, vô tận chiến huyết sôi trào, kinh khủng sát lục bản nguyên chi lực nở rộ. Một đạo huyết sắc chớp lóe từ trên người hắn nộ xạ mà ra, xuyên qua huyết sắc hỏa hải, trực tiếp chạm tại đại mãng đỉnh đầu. Bang, một tiếng vang giòn, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Để Tiêu Phàm kinh hãi là một kiếm vậy mà không có phá mở đại mãng phòng ngự. Cái này phải cỡ nào cường đại nhục thân? Tiêu Phàm, thông thiên thần mãng lân giáp có thể so với vô thượng kim thân tứ đoán, công kích bụng của bọn nó. Nơi xa truyền đến Tà Vũ hét lớn. Phần bụng sao? Tiêu Phàm gật đầu, chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở đại mãng phía dưới. Đại mãng ánh mắt lộ ra một tia hí ngược, thân thể của nó nhúc nhích. Phần bụng trong nháy mắt bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết. Ngay sau đó, nó cái kia to lớn cái đuôi hung hăng rút tới, mặc dù hình thể to lớn, nhưng nó lại hết sức linh hoạt. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới, bộ mặt đều trở nên có chút vặn vẹo, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đuôi rắn đã đụng ở trên người hắn. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nổ tung. Tựa như đâm vào toàn bộ thế giới phía trên, cũng may hắn thời khắc này nhục thân cũng không yếu với vô thượng kim thân tứ đoán, miễn cưỡng còn có thể chịu được. Nhưng cái kia lực lượng khổng lồ, lại hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng, trong miệng phun máu không chỉ. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu có chút choáng váng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, hết thảy trước mắt vậy mà quỷ dị biến mất, thay vào đó là một chỗ vô ngần tinh vực. Giữa hư không, vô số hắc sắc thần liên ngàn vạn, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, từng vì sao bị rút ra bạo, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Đấu chuyển tinh di, thiên băng địa liệt, đây là thần thông gì? Tiêu Phàm kinh dị,
vội vàng chân đạp huyền diệu bộ pháp né tránh. Hắn tốc độ đã coi như là rất nhanh, nhưng những cái này xiềng xích thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, Tiêu Phàm bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, từng khỏa cổ tinh thần gào thét mà tới, giống như ngàn vạn lưu tinh rơi xuống, khí thế dồi dào, áp sập thiên khung. Một cỗ mênh mông uy áp, ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Hắn huy động nắm đấm, đem từng vì sao tất cả đều đánh nát, tại hư không nổ tung, thiên địa đều đang lay động. Truyền văn, thông thiên thần mãng bên trên đạt thiên tâm, cùng thiên nhân tộc có liên hệ lớn lao, có được đấu chuyển tinh di năng lực, không nghĩ tới là thật. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn hiểu được, đây cũng là thông thiên thần mãng mở ra thế giới. Ở chỗ này, thông thiên thần mãng khống chế tất cả. Không được, nhất định phải phá mở thế giới này, bằng không sẽ bị hắn mài chết. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, trong nháy mắt tản ra thiên tôn cảnh khí thế, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là khí thế mà thôi, thực lực cũng chỉ là có thể so với thượng phẩm pháp tôn. Kiếm thể, một đạo chớp lóe lướt qua, vô số tinh thần bị một kiếm chém vỡ, hắn lờ mờ thấy được một tia sáng. Lại cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt từ cái kia ánh sáng bên trong xuyên bắn mà qua. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở quen thuộc thế giới, không khỏi hít một hơi lạnh, vừa rồi đó là thông thiên thần mãng thể nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân dĩ nhiên là bị thông thiên thần mãng cho nuốt vào cái bụng. Thông thiên thần mãng cũng rốt cục biến sắc, vừa rồi một sát na kia, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn thể nội thế giới, đừng nói một cái hạ phẩm nguyên tôn, chính là thượng phẩm pháp tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng đối phương vậy mà trốn thoát, cái này khiến nó làm sao không sợ hãi. Ngay sau đó, nó lập lại chiêu cũ, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Tiêu Phàm lần nữa nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn vừa định chạy trốn, lại đột nhiên linh quang lóe lên. Hô, một bộ tàn ảnh từ trên người nó hiện lên, mà hắn bản tôn, lại bị thông thiên thần mãng lần nữa nuốt vào trong bụng. Lại là cái kia kinh khủng thế giới, bất quá lần này, Tiêu Phàm lại là không có bối rối, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Vừa rồi chỉ là phá mở ngươi cái bụng, một lần này, nếu như trực tiếp xuyên qua đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Tiêu Phàm xúc thế, nuốt vào mấy viên thần đan. Lại một lần nữa bộc phát ra thiên tôn cảnh uy áp, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều thúc giục. Chính là chỗ này, Tiêu Phàm tập trung vào một phương hướng, nơi đó, hắn vừa vặn cảm ứng được vừa rồi chia ra linh hồn phân thân. Mà lúc này, linh hồn phân thân lặng yên không tiếng động đã tới thông thiên thần mãng đầu. Nói cách khác, một kiếm này nếu như chém ra, tất nhiên có thể xuyên qua thông thiên thần mãng đầu. Thông thiên thần mãng lân giáp dĩ nhiên cường đại, nhưng đó cũng chỉ là bên ngoài cường đại đã, từ nội bộ công kích, nó cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Phá, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, cơ hồ hao tổn đem hết toàn lực một đòn nổi giận chém mà ra. Một đạo cầu vòng nối liền trời đất, toàn bộ thương khung đều bị một đạo bạch quang chiếu thông minh, giống như ban ngày. Ngao thông thiên thần mãng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể to lớn giống như thiên thạch đập xuống mặt đất, toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Trong chớp nhoáng này, mặt khác hai nơi chiến trường đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm vị trí. Biến thái, Tà Vũ cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Hắn cùng với thượng phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng một trận chiến, 10 điểm chật vật, miễn cưỡng mới có thể ngăn lại đối phương. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà một kiếm đả thương nặng thông thiên thần mãng. Dạng này thực lực, nhưng hắn đều có chút tê cả da đầu. Ta không bằng, thật lâu, Tà Vũ thật sâu thở dài. Cho tới nay, hắn cho là mình có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến, thắng bại hẳn là ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Tà Vũ lực lượng lại cũng không có như vậy đủ. Chí ít, hắn không thể trong thời gian ngắn chém giết thượng phẩm pháp tôn cảnh thông thiên thần mãng, đây chính là chênh lệch. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lục Xí Ma Bằng sớm đã trợn mắt hốc mồm, nhất là Lục Xí Ma Bằng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nó âm thầm may mắn bản thân không cùng Tiêu Phàm cùng chết. Bằng không, hiện tại té xuống đất chính là nó. Ngao mặt khác hai đầu thông thiên thần mãng tức giận gào thét. Gào thét, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ đi.
thiên khung rung động, sông núi vỡ nát. Bọn chúng nhìn thấy đồng bạn bị giết, có chút phát cuồng. Nguyên bản là rắn bọn chúng, giờ phút này vậy mà phát ra trận trận tiếng long ngâm. Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được, vội vàng ngăn cản hai đầu thông thiên thần mãng, lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát phía dưới thông thiên thần mãng, cái kia còn tựa như núi cao đầu, muốn giãy giụa lấy đứng lên, trong mắt đều là nồng nặc không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn chính là không tin, nó không tin, bản thân đường đường thượng phẩm pháp tôn, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh tiểu tử đánh bại. Sau nửa ngày, thông thiên thần mãng không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng giả bộ chết, Tiêu Phàm trường kiếm vung lên, chuẩn bị lần nữa chém xuống. Thông thiên thần mãng giật mình, cuộn mình lên thân thể cao lớn, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hiển nhiên, nó là cố ý kỳ địch lấy yếu, trong bóng tối khôi phục thương thế, nghĩ đến cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Lại là không nghĩ tới bị Tiêu Phàm phát hiện. Cho ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, hắn không có quá nhiều thời gian cùng thông thiên thần mãng dây dưa. Nếu như đối phương không phải thượng phẩm pháp tôn cảnh tu vi, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm chém xuống một kiếm đi. Dù sao, không có giá trị lợi dụng cường đại địch nhân, chết mới là yên tâm nhất. Thông thiên thần mãng gầm nhẹ, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Để nó thần phục một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh nhân tộc run rế, nó lại như thế nào cam tâm đây? Ai ngờ, Tiêu Phàm căn bản không muốn lãng phí thời gian, lại là một kiếm chém xuống. Thông thiên thần mãng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nó cường đại phòng ngự cũng không phải nói một chút, nếu như đầu nhập chiến trường, tuyệt đối là cỗ máy giết chóc một dạng tồn tại. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Phàm kinh khủng thời không bản nguyên tuyệt kỹ thi triển. Thông thiên thần mãng rốt cục kinh hoàng, nó phát hiện bản thân tu vi vậy mà bắt đầu ngã xuống, tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu liền sẽ rơi xuống trung phẩm pháp tôn. Rơi xuống tu vi còn chưa không phải kinh khủng nhất là, hắn nhục thể cường độ sau đó giảm. Đến lúc đó, Tiêu Phàm giết nó còn không phải như chơi đùa. Hống hống, thông thiên thần mãng phát ra mấy tiếng hơi thở, sau đó cúi xuống cao ngạo đầu. Làm sao hèn như vậy đây? Tiêu Phàm thu hồi bản nguyên tuyệt kỹ, dày đặc khí lạnh, người hẳn là biết phải làm sao a. Thông thiên thần mãng tuy có không cam lòng. Nhưng vẫn là giao cho bản thân một sợi mệnh hồn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Để đồng bạn của các ngươi dừng lại, Tiêu Phàm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn phía xa hai đầu thông thiên thần mãng, ánh mắt bất thiện. Thông thiên thần mãng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, lập tức giống to không thôi. Xa xa hai đầu thông thiên thần mãng nghe vậy, tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ chiến đấu. Chủ nhân! Còn mời buông tha ta thê tử cùng hài tử. Thông thiên thần mãng khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, thông thiên thần mãng không phải cũng là thuộc về loài rắn sao, làm sao còn có thê tử. Bất quá, Tiêu Phàm cũng ước gì có được hai cái cường đại tay chân, lạnh lùng nói, giao ra mệnh hồn, ta đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Thông thiên thần mãng gật đầu một cái, ba cái trao đổi thiếu nghiêng, mặt khác hai đầu thông thiên thần mãng vẫn là đem mệnh hồn giao ra. Lúc này, Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía lục xí ma bằng, lục xí ma bằng lập tức sợ run cả người, vội vàng lấy ra một sợi mệnh hồn giao cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Ma bằng huynh, không cần như thế, lão tam sẽ không giết ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu miệng đều cười lệch ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không chút do dự nhận lục xí ma bằng mệnh hồn, chỉ có mệnh hồn nơi tay, hắn hiện tại mới có thể coi nó là làm bản thân đáng tin đồng bạn. Dù sao, như lục xí ma bằng bậc này dị thú, dã tính khó thuần, trong thời gian ngắn muốn hàng phục nó, cũng không dễ dàng. Mà bọn họ, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Lục xí ma bằng trong lòng một trận MMP, có thể lại không thể làm gì, thật sự là Tiêu Phàm thực lực quá mạnh. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía ba đầu thông thiên thần mãng, nói các ngươi tên gọi là gì. Thông thiên thần mãng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm lại để cho nó đem lời ngữ nén trở về, ngươi kêu mãng đại, nó gọi mãng nhị, nó gọi mãng tam, dạng này rất dễ dàng phân chia. Ba ngày thông thiên thần mãng phun ra lưỡi rắn, hiển nhiên nội tâm là cực kỳ bất mãn. Bọn chúng rất muốn nói,
kỳ thật chúng ta là có danh tự. Nhưng bọn chúng lại không dám phản kháng cái này đại ma vương, chỉ có thể đến đây thì thôi. Phiến kia dược viên chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại nói. Chủ nhân, dược viên kia là chúng ta bảo vệ mấy vạn năm. Mãng đại vẻ mặt không muốn, bọn chúng có thể đạt đến thành tựu hiện tại, phiến kia dược viên thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại là của ta, các ngươi có ý kiến sao? Tiêu Phàm 10 điểm bá đạo. Mãng đại ba cái lắc đầu, so với tính mệnh, dược viên này đây tính toán là cái gì đây? Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, tiện tay vung ra mấy khỏa thần đan, để ba cái khôi phục thể lực. Chỉ một lát sau, ba cái liền khôi phục đỉnh phong trạng thái, ánh mắt có chút tỏa sáng. Tiêu Phàm lúc này mới giải thích nói, dược viên này, đặt ở các ngươi cái kia quá lãng phí, nếu như luyện chế thành đan dược, có thể phát huy ra gấp mấy lần giá trị. Yên tâm, các ngươi nếu để cho ta hài lòng, sau này trả ngươi môn tự do. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Mãng đại ba cái gật gật đầu. Đúng rồi, tiếp xuống khả năng còn cần các ngươi giúp điểm bận bịu, nếu như có thể đạt tới ta muốn hiệu quả, để cho các ngươi sớm khôi phục tự do. Tiêu Phàm lại nói. Không đợi ba người mở miệng, Tiêu Phàm lại làm một cái quyết định, để Mãng đại lưu lại, mà Mãng tam liền giao cho Tả Vũ mang đi. Sau đó lại tìm đến Quan Tiểu Thất, để Mãng nhị đi theo bên cạnh hắn. Còn chưa đủ a, chúng ta 10 chi đội ngũ, còn kém 6 đầu thần thú. Tiêu Phàm vẻ mặt ưu sầu, dưới chân Mãng đại nghe nói như thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm không gấp tìm kiếm mặt khác thần thú, mặc dù hàng phục thông thiên tam mãng, nhưng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như Mãng đại không có thôn phệ hắn, Tiêu Phàm muốn trọng thương Mãng đại cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ là, từng cái sinh linh đều có nhược điểm, mà Tiêu Phàm mèo mù đụng tới chuột chết, vừa lúc tìm được Mãng đại nhược điểm. Có Mãng đại gia nhập, Tiêu Phàm bọn họ đội ngũ càng thêm không kiêng nể gì cả, những nơi đi qua, giống như cá giết sang sông. Tiếp xuống thời gian một tháng, mọi người tốc độ đột phá thêm nhanh hơn không ít. Ngay cả Tiêu Phàm, bản nguyên chi lực đã gia tăng hơn vạn nguyên. Đây là hắn không có chuyên tâm linh võ bản nguyên chi lực nguyên nhân. Còn kém một chút xíu, vô thượng kim thân liền có thể đột phá đệ tứ đoán, đến lúc đó, tăng thêm tu la cửu biến, cho dù nhục thân có thể so với đệ ngũ đoán, dù cho thiên tôn cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, chỉ có thời gian 1 tháng, bọn họ mới lục soát qua 1/3 tả hữu địa phương. Chiếu tốc độ như vậy. Bọn họ có thể chưa hẳn đem táng tổ thiên mộ vơ vét một lần. Chủ nhân, người nếu như nghĩ cố gắng đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán, có thể tiến về đoán thiên cốc thử xem. Đột nhiên, dưới chân Mãng đại mở miệng nói. Đoán thiên cốc, Tiêu Phàm nhíu mày, đây là địa phương nào? Đoán thiên cốc, là thạch nhân tộc chi nhánh ma văn thạch hoàng tộc địa bàn, bọn chúng trời sinh nhục thân cường đại, cho dù là ta, cũng kém xa bọn chúng. Mãng đại giải thích nói. Ma văn thạch hoàng tộc, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói cái chủng tộc này. Bất quá, khi hắn ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm được liên quan tới ma văn thạch hoàng tộc tin tức lúc, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô thượng kim thân, lại chính là xuất từ ma văn thạch hoàng tộc. Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Theo tu la truyền thừa ghi chép, ma văn thạch hoàng tộc, trời sinh thì đến được vô thượng kim thân đệ nhất đoán, nhục thân có thể so với thánh tôn cảnh. Dù cho bọn chúng lúc sinh ra đời tu vi rất thấp, có thể thánh tôn cảnh phía dưới tu sĩ, muốn giết chết bọn họ, không khác nói mơ giữa ban ngày. Ma văn thạch hoàng tộc, còn có khác một cái xưng hô, bất tử thạch hoàng, trong thiên hạ, có thể giết chết bọn nó người, rất ít. Mãng đại cũng có chút kiêng kỵ. Dừng một chút, nó lại nói, bọn chúng bộ tộc này, mặc dù số lượng rất ít, nhưng từng cái đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, tất cả những thứ này. Nhờ vào bọn chúng có được bộ tộc này truyền thừa công pháp rèn thể, trường sinh luyện thể quyết. Trường sinh luyện thể quyết, Tiêu Phàm thở sâu. Cho đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyên môn rèn đúc vô thượng kim thân công pháp, dù cho tu la truyền thừa bên trong, ghi lại cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa, dù cho ghi lại những cái kia công pháp, cũng chỉ thích hợp thánh tôn cảnh phía dưới luyện thể. Cho dù là tu la cửu biến, cũng là kích phát huyết mạch lực lượng. Cũng không là thuần túy công pháp rèn thể.
Dù sao, tu la cửu biến, chỉ có thức tỉnh tu la tổ huyết người mới có thể tu luyện, nói cách khác, huyết mạch chi lực nhất định phải đạt tới tầng thứ nhất định. Nhưng là, công pháp rèn thể khác biệt, công pháp rèn thể thích hợp bất kỳ chủng tộc nào tu luyện. Hơn nữa, theo tu la truyền thừa ghi chép, lúc trước tu la tổ ma lĩnh ngộ tu la cửu biến lúc, cũng hỏi qua ma văn thạch nhân tộc. Chủ nhân muốn có được trường sinh luyện thể quyết, đoán chừng cũng không dễ dàng, ta đã từng cùng bọn họ người giao thủ qua, bại bởi một cái tên là Thạch Thánh người. Mãng Đại ngưng tiếng nói. Thạch Thánh, Tiêu Phàm thanh âm đều lớn rồi hơn mấy chục decibel. Thật sự là cái tên này quá quen thuộc, lúc trước hắn ở chiến hồn đại lục thu phục một cái thạch nhân tộc, không phải liền là Thạch Thánh sao? Là danh tự trùng hợp, hay là, suy nghĩ một chút Tiêu Phàm cũng liền hủy bỏ, Thạch Thánh cái kia tiểu thí hài, mới vừa gia nhập thái cổ thần giới, liền cùng Sở Phiền hai người biến mất. Nhiều năm như vậy, ai biết bọn họ đi nơi nào, thậm chí đều không biết hai người sống hay chết. Tiêu Phàm vẫn bận lục hết sức, cũng không rảnh đi chú ý những chuyện này. Không sai, gọi là Thạch Thánh, nghe nói là Ma Văn Thạch Hoàng tộc một vị lão tổ. Mãng Đại gật đầu một cái. Lão tổ sao? Tiêu Phàm thầm than, quả nhiên không phải là cái kia Thạch Thánh. Thạch Thánh chỉ là tiểu thí hài mà thôi, chỗ nào có tư cách gì xưng tổ. Ngươi biết Đoán Thiên Cốc ở đâu à? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn có tất yếu tiến về Ma Văn Thạch Hoàng tộc vị trí. Hiện tại bế quan, trong thời gian ngắn muốn đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán là không thể nào, cần những cơ duyên khác. Mình nếu là có thể có cơ hội tham khảo một chút Ma Văn Thạch Hoàng tộc trường sinh đoán thể quyết, có lẽ có thể tìm tới một chút linh cảm. Ta đây liền mang chủ nhân đi. Mãng Đại giãy giụa thân thể khổng lồ, cấp tốc hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm một trận hồ nghi, cái này Mãng Đại nhìn qua đầu lớn không não, thế nhưng không có hảo tâm như vậy à. Chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì gạt bản thân? Nếu như đối Mãng Đại thi triển chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm ngược lại là một lần liền có thể nhìn ra. Nhưng hiện tại, hắn còn thật nghĩ không ra. Bất quá, nghĩ đến Mãng Đại mệnh hồn ở trong tay bản thân, Tiêu Phàm cũng là không sợ, gia hỏa này, hẳn là không dám hại bản thân. Mà là muốn thông qua bản thân, đạt được nó mong muốn đổ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, Ma Văn Thạch Hoàng tộc, lại có đồ vật gì, có thể làm cho Mãng Đại như thế mong đợi đấy. Mãng Đại tốc độ rất nhanh, tựa như sợ Tiêu Phàm đổi ý đồng dạng, Tiêu Phàm còn chưa kịp cùng Khương Ách bàn giao, liền đã bay ra hơn vạn dặm. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể dùng truyền âm ngọc phù nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Mãng Đại rốt cục cũng ngừng lại, hơn nữa, thân thể của nó biến nhỏ rất nhiều, chỉ có 5-6 trượng lớn nhỏ. Khá lắm, thân thể này đoán chừng mạnh hơn. Tiêu Phàm âm thầm sợ hãi thán phục, dùng lân giáp của nó, hẳn là đầy đủ chế tạo không ít tốt bảo giáp. Nếu như Mãng Đại biết rõ Tiêu Phàm nội tâm ý nghĩ, đoán chừng sẽ dọa đến gần chết. Sau nửa ngày, Mãng Đại rốt cục cũng ngừng lại, từ một chỗ vách núi lộ ra đầu to lớn. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, không chỉ có nhíu mày. Phía trước, là một chỗ phủ đầy đá lởm chởm quái thạch sơn cốc không nhỏ, khoảng chừng bên trên 1000 dặm chu vi. Chẳng qua là cho bốn phía sơn mạch so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Hơn nữa, hơn 1000 dặm phạm vi bên trong, khắp nơi đều là sơn cốc đều là thạch đầu, lít nha lít nhít, có lớn có nhỏ. Ngoại trừ nguyên khí coi như tràn đầy bên ngoài, hoàn toàn không có mặt khác chỗ đặc biệt. Người xác định Ma Văn Thạch Hoàng tộc ở chỗ này, Tiêu Phàm không tin. Đối với một cái đại tộc mà nói, cái này 1000 dặm phạm vi cũng quá nhỏ. Ở thái cổ thần giới, liền xem như một cái bình thường gia tộc, cũng không chỉ như vậy điểm phạm vi a. Chủ nhân, người cẩn thận cảm ứng một lần, tất nhiên sẽ phát hiện địa phương khác nhau. Mãng Đại ánh mắt sáng quắc, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hận không thể lập tức lao xuống. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng một hồi. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, thật là nồng đậm kim thuộc tính nguyên khí. Có thể không nên xem thường sơn cốc này, giới này kim thuộc tính nguyên khí, đều sẽ hướng chảy nơi đây, khiến cho nơi này kim thuộc tính nguyên khí đạt đến thực chất hóa cấp độ, ở trong sơn cốc vài chỗ, ngưng tụ một chút kim nguyên thần tủy. Nói đến đây,
Mãng Đại nuốt nước miếng một cái, Ma Văn Thạch hoàng tộc một cái khác cường đại nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này kim nguyên thần tủy. Cho nên, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất, có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nghiền ngẫm cười nói. Mãng Đại chột dạ, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới thu hồi tâm thần, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe lấy tinh quang, hỏi kim nguyên thần tủy, đối rèn luyện vô thượng kim thân có chỗ tốt. Đương nhiên, Mãng Đại không chút nghĩ ngợi nói, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cười híp mắt sắc mặt, lại nhìn không được dùng mình một cái. Trầm ngâm mấy tức, Tài Nhược Yếu nói, không dối gạt chủ nhân, thuộc hạ chính là ngẫu nhiên chiếm được một ít hoa kim nguyên thần tủy, mới có thể thành công rèn luyện vô thượng kim thân đệ tứ đoán. A, à, Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức xông vào đoán thiên cốc. Nếu là có thể phối hợp trường sinh đoán thể quyết, làm ít không to. Mãng Đại ngưng tiếng nói, bất quá, cũng chính bởi vì hắn thần diệu như thế, Ma Văn Thạch hoàng tộc có được vô thượng kim thân đệ ngũ đoán cường giả vô số. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, vậy phải như thế nào mới được kim nguyên thần tủy, kim nguyên thần tủy bình thường là làm sao đản sinh. Bản thân cũng không thể tự tiện xông vào đoán thiên cốc, cướp đoạt kim nguyên thần tủy a. Nếu như Ma Văn Thạch hoàng tộc thật như Mãng Đại nói tới cường đại như vậy, vậy mình xông vào, không khác tự tìm cái chết a. Tiểu nhân cũng là ngẫu nhiên lấy được, bất quá, có kim nguyên thần tủy đị. Tế Thiên Chi Môn, Tiêu Phàm dường như giống như bị chạm điện, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, hồ nước đều nổi lên nhỏ nhẹ chấn động. Đột nhiên, Tiêu Phàm sững sờ, bản thân sợ cái gì, không phải liền là Tế Thiên Chi Môn sao? Ngươi nói, đây là Thái Sơ Hắc Kim chế tạo, Tiêu Phàm chưa thấy qua cái gì Thái Sơ Hắc Kim. Nhưng là, thân làm chư thiên vạn giới, năm đại nghịch thiên thần kim một trong Thái Sơ Hắc Kim, lại là chế tạo tổ khí tuyệt hảo vật liệu một trong. Nếu như mình có thể đem nó hòa vào Tu La Kiếm, đây chẳng phải là đã tề tụ năm đại nghịch thiên thần kim. Đến lúc đó, một khi Tu La Kiếm hoàn toàn luyện hóa, uy lực của nó tất nhiên không kém gì tổ khí a. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi căn bản dung chuyển không được nó, lại càng không cần phải nói đem nó hòa vào ngươi kiếm. Tiêu Phàm thể nội huyết sắc thạch môn trong bóng tối cho hắn truyền âm. Tiêu Phàm vẻ mặt không cam lòng, khối lớn như thế Thái Sơ Hắc Kim, cứ như vậy làm như không thấy, vậy căn bản không phải hắn làm người a. Trước đó người nào nói ngươi là Tế Thiên Chi Môn, vì sao trước mắt Thái Sơ Hắc Kim chế tạo cửa, cũng là Tế Thiên Chi Môn? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng trầm giọng hỏi. Để cho hắn kiêng kỵ là, Tu La truyền thừa bên trong, vậy mà không có ghi chép bất luận cái gì liên quan tới Tế Thiên Chi Môn tin tức. Huyết sắc thạch môn một trận trầm mặc, cũng không trả lời Tiêu Phàm lời nói. Tuy nhiên ta đáp ứng ngươi, thay ngươi tìm kiếm Thái Sơ Hắc Kim, lại không đáp ứng giúp ngươi thu lấy, ngươi có bản lãnh bản thân tiến tới cầm. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không mạo hiểm tới ngươi lấy được hắn. Dù sao, nơi này chính là Ma Văn Thạch hoàng tộc địa bàn, nếu như mở ra khối này Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Huyết sắc thạch môn nhìn thấy Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, Thái Sơ Hắc Kim, cũng gọi là Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Vĩnh Sinh Huyết Thạch, Tiêu Phàm sững sờ, xưng hô thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe được, ngay sau đó lại hỏi, một cái là hắc sắc, một cái là huyết sắc, có vẻ như không quan hệ gì a. Người bình thường máu tươi, ngưng kết về sau lại biến thành màu gì? Huyết sắc thạch môn ngưng tiếng nói. Hắc sắc, Tiêu Phàm thốt ra, trong lòng kinh ngạc hết sức. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trước đây không lâu, huyết sắc thạch môn nói qua, Thái Sơ Hắc Kim là có sinh mạng, nói cách khác, nó lúc đầu là có sinh mạng. Mà bây giờ loại này trạng thái, chỉ là nó sau khi chết hình thái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về thể nội huyết sắc thạch môn, kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi là. Không sai, ta cũng là Vĩnh Sinh Huyết Thạch, huyết sắc thạch môn không có ngân mang, tiếp tục nói, nó là ta đồng bạn, hiện tại ngươi có thể giúp ta cứu hắn sao? Tiêu Phàm trầm mặc nửa ngày, lại là không gấp động thủ, mà chỉ nói, trừ ngươi ở ngoài, ta đã từng còn gặp qua một khối Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Ở đâu? Huyết thạch thạch môn hết sức kinh ngạc. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hắn trong lòng có chút không có yên lòng, luôn cảm giác huyết thạch thạch môn còn có cái gì gạt bản thân. Bất quá,
hắn đã từng xác thực gặp qua một cái huyết sắc thạch môn, đó là huyết ma luyện ngục thông hướng tầng thứ 3 cửa đá, đối phương thủ hộ ở nơi đó, ngăn cản những người khác đi vào. Lúc trước, Tiêu Phàm muốn thông qua cửa đá tiến vào huyết ma luyện ngục tầng thứ 3, lại bị đối phương trực tiếp đuổi đi, hơn nữa còn cho hắn chuyển đến huyết u cổ vực. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng không có đi vào. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực hôm nay, đã không có tất yếu đi vào tầng thứ 3, nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn sợ là không dễ lấy đi a. Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào trước mắt Thái Sơ Hắc Kim bên trên. Hắn có thể cảm nhận được, Thái Sơ Hắc Kim cửa đá bên cạnh khe hở bên trong, chính tràn ra từng tia thường xuyên có thể kim thuộc tính nguyên khí. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Ngay cả bạch sắc thạch đầu cũng vụt sáng, hiển nhiên là nhắc nhở hắn không nên tùy tiện mở ra phiến này cửa đá. Người trước rời đi, ta tới mang đi hắn. Huyết sắc thạch môn trầm ngâm mấy tức, muốn từ Tiêu Phàm thể nội phá thể mà ra. Cũng đúng lúc này, bạch sắc thạch đầu bỗng toàn thân tỏa sáng, sáng chói hết sức. Nói như vậy, đem huyết sắc thạch môn phóng xuất, ta liền an toàn. Tiêu Phàm trong lòng kinh nghi. Hắn cũng rất tò mò, Thái Sơ Hắc Kim phía dưới chân áp là cái gì? Ta làm sao có thể nhường một mình ngươi mạo hiểm, tất nhiên đáp ứng ngươi, bất kể như thế nào, ta đều sẽ thay ngươi mang đi nó. Tiêu Phàm lời thề son sắt bảo đảm nói. Nói ra lời này, Tiêu Phàm mặt mo có chút đỏ bừng, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Sau một khắc, huyết sắc thạch môn phá thể mà ra, để Tiêu Phàm kinh dị là, huyết sắc thạch môn phía trên đường vân cũng sống lại. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên sinh ra, mặt đất Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn, vậy mà bắt đầu rung rung. Cùng lúc đó, vô số kim sắc lưu quang bốn phía, hào quang vạn trượng, đem đáy hồ chiếu thông minh như ban ngày. Hào quang màu vàng óng kia, càng là xuyên thấu hồ nước, xông thẳng tới chân trời. Không tốt, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, động tĩnh lớn như vậy, không kinh động bất tử thạch hoàng tộc mới là lạ chứ. Quả nhiên, mấy tức về sau, chân trời liền truyền đến gầm lên giận dữ, cường đại khí tức từ tứ phương mãnh liệt mà tới. Người nào dám tự tiện xông vào Đoán Thiên Cốc, một tiếng hơi có vẻ non nớt gầm thét từ trên cao truyền đến, sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt đem hồ nước sấy khô. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, dư quang lại là nhìn thấy huyết sắc thạch môn cùng Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn chạm vào nhau, vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Ở dưới chân hắn, một cái cửa hang hiển lộ mà ra, bên trong đậm đặc kim sắc dịch thể, để Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Kim Nguyên Thần Tủy, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Vội vàng thời khắc, hắn cũng không biết làm sao thu lấy Kim Nguyên Thần Tủy, sau đó há miệng hút vào, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Người điên, dạng này sẽ no bạo ngươi, nhanh dùng khí số phong ấn. Huyết sắc thạch môn vội vàng nhắc nhở. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch thông trướng, ngũ tạng lục phủ giống như lửa thiêu, khó chịu đến cực điểm. Hiển nhiên, Kim Nguyên Thần Tủy sức mạnh bằng bạc, cũng không phải là hắn một cái chỉ có vô thượng kim thân đệ tam đoán người có thể cắn nuốt. Nghe được huyết sắc thạch môn mà nói, Tiêu Phàm vội vàng ngưng tụ một cái khí số hộp, đem tất cả Kim Nguyên Thần Tủy chứa ở trong đó. Tự tìm cái chết, càng ngày càng nhiều ma văn thạch hoàng tộc đuổi tới, cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Mà huyết sắc thạch môn, xác thực không biết lúc nào đã xông vào hắn thể nội. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, đã nói xong không có bất kỳ cái gì nguy cơ đây. Uy, đây là ngươi gây ra, nhanh lên đi ra. Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, trên mặt lộ ra khó coi. Hắn nhìn lướt qua không trung, lại là phát hiện, chỉ ít có mười mấy tôn thạch nhân, lạnh lùng hướng về phía dưới, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại. Kiên trì thời gian một nén nhang, chờ ta luyện hóa. Huyết sắc thạch môn thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, còn có, ta không gọi uy, ta gọi tế thiên. Tiêu Phàm có loại giết chết huyết sắc thạch môn xúc động, bất quá bản thân tạm thời cũng không làm gì được hắn. Việc cấp bách, là như thế nào chưa bao giờ chết thạch hoàng tộc trong tay sống sót. Một nén nhang, có chút dài rằng giặc a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hướng về trời cao mười mấy tôn thạch nhân. Tiêu Phàm toàn thân thần kinh căng cứng, thể nội cắn nuốt Kim Nguyên Thần Tủy bùng nổ rồi dào lực lượng, nhưng hắn cực kỳ khó chịu.
Hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng chê cười cỗ kia lực lượng. Đem đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không chung, một tôn cao khoảng một thước thạch nhân mở miệng, hai mắt hiện lên kim sắc, toàn thân che kín hắc sắc đường vân, cực kỳ lành lạnh. Chẳng biết tại sao, mặc dù thạch nhân nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, có thể Tiêu Phàm lại cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Trung phẩm pháp tôn cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cũng không có giao ra kim nguyên thần tủy dự định. Tiểu gia bằng bản sự lấy được đồ vật, nơi nào có giao ra đạo lý. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, phòng bị nhìn xem bốn phía thạch nhân. Không giao đúng không, vậy thì chết đi. Kim mâu thạch nhân lạnh rên một tiếng, một cước giẫm ở hư không trực tiếp bị hắn giẫm nát, một vòng năng lượng ba động giống như lợi nhận đồng dạng, quét sạch mấy trăm dặm. Tiêu Phàm không chút do dự chính diện chống đối, một quyền hung hăng đập lên. Ầm, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể bỗng giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, đánh tới hướng xa xa mấy ngọn núi. Những nơi đi qua, sơn phong tất cả đều sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, loạn thế bay vụt. Tiêu Phàm hung hăng nện ở một mảnh sông núi bên trong, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều sụp đổ. Nơi xa trên vách đá, Mãng Đại nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, liền nhanh như vậy đánh nhau. Nghĩ vậy, nó vội vàng rụt cổ một cái, đã trốn vào âm u cổ lâm, để tránh bị bất tử thạch tộc phát hiện. Khụ khụ, chỉ chốc lát sau, phế tích đi ra một bóng người, toàn thân máu me đầm đìa, một cánh tay bạch cốt xâm xâm, xuyên qua vai phải, thảm liệt hết sức. Thân thể thật mạnh mẽ, Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây chính là ma văn thạch nhân tộc sức mạnh thân thể sao? Đối phương rõ ràng chỉ là hạ phẩm pháp tôn tu vi, lại trực tiếp đánh bể hắn vô thượng kim thân đệ tam đoán nhục thân phòng ngự, đáng sợ như vậy lực lượng cùng nhục thân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, ma văn thạch hoàng tộc cường đại, không hổ là sáng tạo ra vô thượng kim thân chủng tộc. Từ tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ở nhục thân có thể áp chế gắt gao hắn người vật. Thậm chí, Tiêu Phàm ở trước mặt đối phương, có loại cảm giác bất lực. Huyết sắc thạch môn muốn hắn kiên trì một nén nhang, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm nửa điểm tự tin đều không có. Chết, cũng đúng lúc này, cái kia kim mâu thạch nhân lần nữa đánh tới, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại, không chút do dự thi triển Tu La cửu biến, vận chuyển vô tận chiến huyết. Tu La tộc, kim mâu thạch nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khinh thường cười một tiếng, Tu La tộc lại như thế nào, liều nhục thân, chư thiên vạn giới, vì ta bất tử thạch tộc độc tôn. Nói xong, kim mâu thạch nhân lại là một đòn trọng trọng rơi đập mà xuống. Hắn tốc độ không tính nhanh, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tránh thoát. Thế nhưng là, hắn không dám đoạt, một khi có thoát đi ý nghĩ, mặt khác thạch nhân nhất định sẽ đồng thời xuất thủ, khi đó tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng rất muốn biết, mình cùng thạch nhân tộc chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Oanh, hai người nắm đấm chạm vào nhau, Tiêu Phàm cánh tay lần nữa nổ tung, thân thể cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, không ngừng ho ra máu. Không chịu nổi một kích, kim mâu thạch nhân cười lạnh. Cái này nhân tộc lại dám cùng bản thân cứng đối cứng, thật là chán sống. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, dù cho hắn thi triển vô thượng kim thân, vẫn là không bằng đối phương sức mạnh thân thể. Hiển nhiên, đối phương nhục thân, đã có thể so với vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Phải biết, đây chính là đã biết mạnh nhất nhục thân a. Mặc dù truyền văn còn có đệ lục đoán, thậm chí đệ thất rèn, nhưng là, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua dạng người này. Dù cho những ngày kia tôn cảnh cường giả, nhục thân lịch luyện cũng mới có thể so với vô thượng kim thân đệ tứ đoán mà thôi. Đây cũng là Tiêu Phàm dám khiêu chiến thiên tôn cảnh ỷ vào một trong. Nhưng mà, ở ma văn thạch nhân tộc trước mặt, lại là lộ ra không chịu được như thế. Đừng nói kiên trì một nén nhang, chính là thời gian uống cạn chung trà đều rất khó khăn a. Còn chưa tới tuyệt vọng cấp độ, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất ra chấn thế đồng quan, có thể nói, chấn thế đồng quan là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá, muốn ở sức mạnh thân thể bên trên đạt tới ma văn thạch nhân tộc trình độ, hy vọng duy nhất,
là đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Đến lúc đó, tăng thêm tu la cửu biến, hẳn là miễn cưỡng có thể đủ cùng vô thượng kim thân đệ ngũ đoán so sánh. Chỉ là, muốn luyện hóa thể nội kim nguyên thần tủy lực lượng, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Lại đến, Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, sau một khắc, trên người hắn lực lượng lần nữa kéo lên. Tu la cửu biến, đệ bát biến. Đây là Tiêu Phàm có thể thi triển cực hạn, cũng chính là đột phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh, bằng không một khi thi triển, chính hắn đều sẽ nổ tung. Nhưng dù vậy, trên người hắn cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Đệ bát biến, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhục thể phụ hỏa. Tu la cửu biến sao? Kim Mâu Thạch Nhân cười lạnh, bọn họ nhất tộc tham dự qua tu la cửu biến sáng tạo, tự nhiên là biết đến. Nhưng là, Kim Mâu Thạch Nhân vẫn như cũ không để ở trong mắt, lại đấm một quyền rơi đập mà xuống. Theo một tiếng sét vang vọng truyền khắp thương khung, năng lượng kinh khủng phong nhận quấy giết hư không, mọi thứ đều hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Tiêu Phàm một lần này vậy mà vẻn vẹn lui về phía sau hai bước, mặc dù trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhưng chung quy là chặn lại. Vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, hắn cũng rốt cục thăm dò đến điểm mấu chốt của mình. Thi triển đệ bát biến, hắn nhục thân lực lượng miễn cưỡng đạt đến đệ ngũ đoán cấp độ, nhưng vẫn như cũ hơi có không bằng. Ta ngược lại muốn xem, người có thể kiên trì bao lâu. Kim Mâu Thạch Nhân nhe răng cười một tiếng, lộ ra một loạt màu xám trắng răng. Tiêu Phàm nhìn thấy Kim Mâu Thạch Nhân lần nữa đánh tới, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng. Mở ra tay phải, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, từng đạo kiếm khí nở rộ. Lần này, hắn cũng không dám lại theo Kim Mâu Thạch Nhân cứng đối cứng, tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu, hắn nhục thể liền bị nổ tung. Bang bang, từng đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, Kim Mâu Thạch Nhân đại khai đại hợp. Nó không có bất kỳ cái gì vũ khí, lại là dám dùng nắm đấm cùng Tu La kiếm cứng đối cứng. Đây chính là Ma Văn Thạch Nhân tộc cường đại. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Nhưng hắn chẳng những không e ngại, ngược lại khóe miệng dương lên một vòng đường cong. Cùng Kim Mâu Thạch Nhân dạng người này chiến đấu, mới có thể mau hơn đào móc tiềm lực của hắn. Ong ong rốt cục, Tiêu Phàm thể nội trán phóng vô lượng kim quang. Một cỗ nộ hải thanh âm gầm thét vang lên, kích động kinh khủng lực lượng, Kim Mâu Thạch Nhân tộc lại bị đánh bay hai bước. Đột phá, Kim Mâu Thạch Nhân ngạc nhiên, tùy theo sắc mặt càng thêm phẫn nộ, trộm tộc ta thần dịch, đáng chém. Nếu như Tiêu Phàm không phải thôn vệ bọn họ nhất tộc Kim Nguyên Thần Thủy, hắn lại làm sao có thể nhường vô thượng kim thân càng tiến một bước. Những vật này, nhưng là bọn họ nhất tộc chí bảo. Giết, Tiêu Phàm gầm thét, trong mắt tinh quang lấp lóe. Lần nữa thu hồi Tu La kiếm, một quyền nổ tung mà ra. Vô thượng kim thân đột phá đệ tứ đoán, Tiêu Phàm cũng là tràn đầy tự tin. Tăng thêm Tu La cửu biến, hắn vui mừng không sợ đệ ngũ đoán Kim Mâu Thạch Nhân. Chỉ một thoáng, hai người lần nữa giao đánh nhau, hư không khắp nơi đều là hai người hư ảnh, kim quang vạn trượng, đánh thiên băng địa liệt. Cái kia Tu La tộc vậy mà chặn lại Thạch Ma, nhân tộc thiên phú đều cường đại như vậy sao? Một chén trà trước đó, hắn còn chỉ có bị ngược phần A. Không phải nhân tộc thiên phú cường, là thiên phú của người nọ mạnh, lâm trận đột phá thì cũng thôi đi, lại còn muốn mượn sau đó lực lượng mài giũa tự thân nhục thân. Mặt khác Ma Văn Thạch Hoàng tộc Thạch Nhân thầm kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trời cao chiến đấu. Nơi xa, Mãng Đại cũng là kinh hãi không thôi. Nguyên bản nó đã làm xong đường chạy dự định, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm vậy mà làm hồ Kim Mâu Thạch Nhân công kích, hơn nữa còn mượn cơ hội đột phá. Hắn không chỉ vô thượng kim thân đột phá, hơn nữa lực lượng cùng tu vi cũng tinh tiến không ít. Mãng Đại con người hơi hơi co vào. Nó đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Phàm. Tế Thiên, đây là chuyện gì? Tiêu Phàm rốt cục nhìn không được mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn biết rõ huyết sắc thạch môn Tế Thiên có chuyện gì gạt hắn, trong lòng luôn luôn có chút bất an. Nếu như cái kia tiểu bất điểm chưa từng xuất hiện, có lẽ Tiêu Phàm sẽ còn vô điều kiện đứng ở Tế Thiên một bên, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cũng không dám đem cái này không an định đồ vật đặt ở bên người. Tế Thiên tấm kia mặt mũi già nua khẽ hơi trầm xuống một cái, thật lâu mới thở dài nói, thôi, Tiêu Phàm,
hắn mới là Thạch nhân tộc lão tổ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng lại là cực kỳ nghi hoặc. Tế Thiên đây là ý gì, ở cái kia tiểu bất điểm trước mặt, cứ như vậy nhận túng. Lão đầu, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đột nhiên, cái kia tiểu bất điểm nhe răng cười một tiếng, tuy nhiên ngươi là chúng ta nhất tộc tội nhân, nhưng đều đi qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người quên lãng. Tế Thiên vốn chuẩn bị rời đi, có thể nghe nói như thế lại là đột nhiên sững sờ. Tiểu gia hỏa này là ở thay chính mình nói chuyện sao? Tiêu Phàm không biết bọn họ tại đánh bí hiểm gì, ngay sau đó đột nhiên nhìn chăm chú Ma Văn Thạch hoàng tộc tiểu bất điểm lão tổ nói, Thạch Thánh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Thánh, Ma Văn Thạch hoàng tộc đám người nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng tiểu bất điểm danh tự, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tất cả đều xù lông, tức giận hướng về Tiêu Phàm, làm càn. Dám gọi thẳng lão tổ danh tiếng. Tế Thiên tấm kia mặt mũi già nua cau mày, người biết hắn. Ai ngờ lúc này, cái kia tiểu bất điểm đột nhiên thân hình một tiếng, rơi vào Tiêu Phàm đầu vai, nhếch miệng cười nói, Tiêu đại ca, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Ma Văn Thạch hoàng tộc đám người kinh ngạc, lão tổ vừa rồi kêu cái gì? Gọi cái này Tu La tộc tu sĩ là đại ca. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, nguyên bản hắn vẫn không có thể nhận ra Thạch Thánh đến, thật sự là Thạch Thánh khí tức trên thân hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm Thạch Thánh đối với hắn chớp mắt thời khắc, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến Thạch Thánh thân phận. Lại liên tưởng đến Mãng Đại phía trước xưng hô, Tiêu Phàm tự nhiên hoàn toàn xác nhận. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ đây, đúng rồi, sở phiền đây. Tiêu Phàm hỏi trong lòng nghi ngờ. Lúc trước Thạch Thánh cùng sở phiền hai người này tiến vào thái cổ thần giới liền biến mất không thấy gì nữa, đến nay bạt vô âm tín. Hắn cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Đều do một cái lão đầu, Thạch Thánh vũ động nắm tay nhỏ, trên mặt tức giận nói ra, hắn đem ta ném vào cái địa phương quỷ quái này đã không thấy tăm hơi, còn có sở phiền, cũng bị ném vào một mảnh khác hư không, cái gì lão đầu? Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là có được táng tổ thiên mộ chìa khóa, mới có thể xách mấy tháng trước tiến vào táng tổ thiên mộ A. Người khác muốn đi vào. Tất cả đều phải từ cửa vào tiến đến. Nhưng Thạch Thánh trong miệng lão đầu, lại có thể xé mở hư không đem bọn hắn đưa đến nơi này, cái kia cũng không phải bình thường kinh khủng. Người biết, gọi hề vạn lý, lão già này cũng là chiến hồn đại lục. Thạch Thánh nhớ tới lão đầu kia, liền vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng sở phiền hai người mộng tưởng, chính là du lịch thái cổ thần giới tốt non sông, ăn xong, uống tốt. Ai ngờ nửa đường gặp gỡ lão đầu kia. Không nói hai lời liền đem bọn hắn mở ra, hơn nữa vứt xuống địa phương khỉ ho cỏ gáy này. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Hề vạn lý, cái tên này mặc dù đã rất nhiều năm không có nghe được, nhưng hắn trong lòng lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Đó không phải là hề lão sao? Chiến hồn đại lục đại ly đế quốc đế đô luyện dược sư công hội hội trưởng, hơn nữa còn là ông ngoại hắn sư tôn, cùng bác lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Chỉ là đang chiến hồn đại lục trận chiến cuối cùng bên trong, hề lão liền biến mất. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, hề lão vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể đem người vứt đi táng tổ thiên mộ. Hơn nữa, Thạch Thánh còn không giải thích được trở thành Ma Văn Thạch hoàng tộc lão tổ. Ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Tiêu Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Giờ phút này, trong đầu của hắn tràn đầy vô số nghi hoặc, luôn cảm giác có một cái to lớn bí ẩn đang hướng về mình tới gần. Chỉ là, hắn lại 10 điểm bất lực, căn bản là không có cách tìm tới đáp án. Liền ở đế trần cổ cương, bất quá đó đã là tốt chuyện mấy thập niên trước. Thạch Thánh nói ra, ngay sau đó lại lắc đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, táng nói qua, tiến vào táng tổ thiên mộ, ta có thể tìm được ta câu trả lời mong muốn. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt nhìn về phía táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Hắn tin tưởng, bản thân khoảng cách đáp án này. Cũng không xa. Tiêu đại ca, lão đầu này ngươi có thể giữ lại, hắn lai lịch rất lớn. Thạch Thánh vừa tối bên trong cho Tiêu Phàm truyền âm nói. A, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, vừa rồi ngươi còn cùng hắn thế bất lưỡng lập dáng vẻ đây, hiện tại liền nghĩ lôi kéo đối phương. Ta được đến Ma Văn Thạch hoàng tộc tất cả truyền thừa, bên trong có liên quan tới hắn ghi chép, giống như lúc trước bọn họ bộ tộc này, tham dự qua thiên địa đại chiến. Hơn nữa còn lập xuống không nhỏ công lao. Thạch Thánh giải thích nói.
Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, tất nhiên Tế Thiên lập xuống lớn như vậy công lao, vậy sao ngươi như vậy không tôn trọng đối phương đây? Thạch Thánh nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục truyền âm nói, ta đương nhiên khó chịu hắn, ngươi cũng đã biết, thái cổ thời kỳ, ta Thạch nhân tộc thế nhưng là thiên địa đại tộc. Lão già này bọn họ bộ tộc kia, vì cùng địch nhân đại chiến, lại thôn phệ tất cả Thạch nhân tộc, muốn sáng tạo ở vô thượng Thạch tổ, làm hại 8-9 phần 10 Thạch nhân tộc chết thảm. Thậm chí, bọn họ liền tộc nhân của mình đều không buông tha, đương nhiên, bọn họ bộ tộc này cũng không dễ chịu, đại bộ phận tộc nhân chết oan chết uổng, đoán chừng sống sót, còn không có Ma Văn Thạch Hoàng tộc nhiều. Dù sao, Ma Văn Thạch Hoàng tộc, danh xưng bất tử Thạch tộc. Nói đến đây, Thạch Thánh trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Tiêu Phàm thật kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tế Thiên nhất tộc, vậy mà như thế cường đại. Ngay sau đó lại hỏi, bọn họ nhất tộc kêu cái gì? Bọn chúng gọi là Thái Sơ Thạch Hoàng tộc, cũng nói là Bất Diệt Thạch tộc. Thạch Thánh như thực nói ra. Không phải Vĩnh Sinh Huyết Thạch tộc sao? Tiêu Phàm buồn bực. Cái gì chó má Vĩnh Sinh Huyết Thạch, cái này chỉ là bọn hắn không muốn chết, cho rằng đưa cho chính mình sửa một cái tên là được rồi. Thạch Thánh cực kỳ khinh thường. Dừng một chút, hắn lại nói, Ma Văn Thạch Hoàng tộc cùng Thái Sơ Thạch Hoàng tộc. Chính là Thạch nhân tộc bên trong đứng đầu nhất hai chi, ngươi cũng đã biết, vì sao lại có Bất Tử Thạch tộc, cùng Bất Diệt Thạch tộc danh xưng sao. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bản năng lắc đầu. Dù cho hắn tìm khắp cả Tu La truyền thừa, cũng không có tìm được cùng cái này có liên quan tin tức. Bởi vì Ma Văn Thạch Hoàng tộc, tu luyện tới cực hạn, liền có thể trường sinh bất tử, dĩ nhiên chính là bất tử tộc, nhưng là muốn tu luyện tới cực hạn quá khó khăn. Ngày kia cố gắng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tiên thiên lên nhân tố quyết định. Nói đến đây, Thạch Thánh trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mà tiên thiên nhân tố, chính là bản thể là trường sinh bất tử Thạch, mà ta, chính là trường sinh bất tử Thạch, mấy chục năm tu luyện, bù đắp được bọn họ mấy chục vạn năm. Tiêu Phàm còn thật không biết dạng này bí mật, bất quá hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thạch Thánh có thể trở thành Ma Văn Thạch Hoàng tộc lão tổ. Bản thể là trường sinh bất tử Thạch. Tương đương với nhân tộc tổ huyết, vừa ra đời liền có thể áp chế đồng tộc tất cả huyết mạch. Cái kia bất tử Thạch tộc đây, Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. Thạch Thánh con ngươi không khỏi liếc xa xa Tế Thiên một cái, truyền âm nói, Thái Sơ Thạch Hoàng tộc sở dĩ xưng là Bất Diệt Thạch tộc, ngược lại không là bởi vì bọn họ cực hạn có thể bất diệt. Nói đến đây, Thạch Thánh không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Mà là, bọn họ vừa ra đời, liền thiên chu địa diệt, đi tới chỗ nào? Đều ngỏm ở đâu? Thạch Thánh thở sâu, hay là đạo ra nguyên do? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, khóe miệng co quắp một trận. Tiêu đại ca, người đừng không tin. Thạch Thánh liền vội vàng giải thích nói, bọn họ bộ tộc này thường xuyên bị lôi điện oanh sát, hoàn toàn là cùng ăn cơm uống nước một dạng sự tình. Nhưng quái dị là, bọn họ bộ tộc này mệnh đều rất cứng rắn, dù cho thiên chu địa diệt, cũng rất khó giết chết bọn họ, cũng chính là bởi vì như vậy. Bọn họ cũng nói là bất diệt thạch tộc. Tiêu Phàm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó lại nghĩ tới phía trước Thái Sơ Hắc Kim Chi Môn, không đúng, bọn họ cũng là sẽ chết, vừa mới ta gặp được Thái Sơ Hắc Kim, vốn nên là cũng là có sinh mạng, chúng ta còn danh xưng trường sinh bất tử đây, không phải cũng một dạng khả năng chết. Thạch Thánh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Như thế, Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nhưng là, bọn họ thật rất khó giết chết. Cho dù chết rồi, cũng vô cùng có khả năng phục sinh. Thạch Thánh lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm nghĩ đến Tế Thiên muốn thu tập Thái Sơ Hắc Kim sự tình, có lẽ Tế Thiên chính là muốn phục sinh hắn tộc nhân. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía Tế Ngày nói, ta sẽ cho ngươi tiếp tục thu thập Thái Sơ Hắc Kim, nhưng điều kiện tiên quyết là, gặp nguy hiểm, chính ngươi được. Tế Thiên do dự một chút, cuối cùng mặt mũi già nua gật đầu một cái tốt. Lão đầu, ta chỗ này còn có mười mấy bộ thi thể, người có muốn hay không? Thạch Thánh nhếch miệng cười nói. Lão tổ, Ma Văn Thạch Hoàng tộc đám người vội vàng kêu to. Lão tổ, tuyệt đối không thể a, cái kia Thái Sơ Hắc Kim, trấn phong lấy kim nguyên thần tủy, một khi cướp đi, cái kia. Thạch Ma hét lớn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Tiêu Phàm vừa bắt đầu còn nghe không hiểu, cái gì gọi là còn có mười mấy bộ thi thể. Cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Hóa ra Thái Sơ Hắc Kim, chính là thi thể A. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại,
Thái Sơ Hắc Kim vốn chính là Thái Sơ Thạch Hoàng tộc chết rồi lưu lại, không phải thi thể thì là cái gì chứ? Còn có nhận hay không ta lão tổ này? Thạch Thánh thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén lên, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị ở cái địa phương quỷ quái này đợi cả một đời? Nếu như dạng này, các ngươi sống thêm mấy chục vạn năm lại như thế nào? Sống sót có ý nghĩa sao? Thạch ma bọn họ không nói, bọn họ đều là sống mấy chục vạn năm trở lên lão quái vật, có thể một mực thủ hộ lấy bản thân cái này một mẫu ba phần đất, xác thực cảm thấy rất buồn tẻ. Mặc dù bọn họ ngẫu nhiên ra ngoài tìm mặt khác sinh linh chiến đấu, có thể phóng nhãn táng tổ thiên mộ, cũng không có mấy cái có thể cùng bọn hắn đánh. Mấu chốt là, bọn họ thạch nhân tộc sinh sôi phương thức lại khác biệt, căn bản không có khả năng trắng trợn sinh sôi, bằng không mấy chục vạn năm, cũng không khả năng chỉ có chừng 20 cái. Tất nhiên nhận ta lão tổ này, vậy liền nghe ta. Thạch Thánh lấy tay giương lên, rất có lão tổ uy thế. Tiêu Phàm cười thầm, những cái này thạch nhân tộc mặc dù sống được lâu, có thể phần lớn thời gian đều lại bế quan tu luyện, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, tâm trí chưa hẳn có thể so sánh người bình thường. Lão già, Thái Sơ Thạch Hoàng tộc thi thể có thể cho ngươi, nhưng Kim Nguyên Thần Tủy, ngươi một giọt cũng không thể trộm. Thạch Thánh lại nhìn về phía Tế Thiên uy hiếp nói. Tạ, Tế Thiên ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật đầu một cái. Cái gì Kim Nguyên Thần Tủy, hắn căn bản không nghĩ tới, dù sao bọn họ nhất tộc ra đời thời khắc, nhục thân chính là Thái Sơ Hắc Kim cường độ. Hắn chỉ muốn đem chết đi tộc nhân thi thể liệm, tương lai có lẽ còn có cơ hội sống lại. Thạch Thánh, những cái này Kim Nguyên Thần Tủy, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Không đợi Thạch Thánh mở miệng, Thạch Ma liền lạnh rên một tiếng, cái này nhưng là bọn họ nhất tộc bảo bối, làm sao có thể cho ngoại nhân. Cái kia Trường Sinh Đoán Thể Quyết, có thể cho ta mượn thăm một chút sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Kim Nguyên Thần Tủy dù sao ở Thạch Thánh trên người, sau này mình có thể chậm rãi lắc lư. Những người đá kia không cho, Thạch Thánh tổng không thể không cấp A. Ngược lại là cái này Trường Sinh Luyện Thể Quyết, nếu là có thể lấy được, bản thân có lẽ có thể rất nhanh đột phá vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Đến lúc đó, chờ đột phá tu vi hạ phẩm pháp tôn, cho dù thiên tôn cảnh, hắn cũng có thể ngạnh kháng. Vậy càng thêm không thể cho, Thạch Ma không chút do dự phủ định nói. Cái này nhưng là bọn họ nhất tộc bí mật, đặt chân gốc rễ. Làm sao có thể cho người khác tham quan? Tiêu đại ca, người có thể cho bọn hắn điểm lợi lộc thử xem. Thạch Thánh bí mật truyền âm. Tiêu Phàm không hiểu, ngay sau đó lấy ra một bình đan dược, đây là thất tinh long nguyên đan, có thể trong nháy mắt khôi phục bản nguyên chi lực. Một đám thạch nhân tộc ánh mắt tỏa sáng, Thạch Ma lạnh rên một tiếng, nói, một bình liền muốn hối lộ chúng ta. Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ, sau khi hắn nghe được một câu nói tiếp theo lúc, kém chút mới ngã xuống đất. Chí ít cũng phải cho hai bình, không, ba bình. Thạch Ma vẻ mặt ngạo khí nói. Tiêu Phàm thần sắc một trận co rúm, người nha, chẳng lẽ Trường Sinh Đoán Thể Quyết, còn không có Kim Nguyên Thần Tủy quý giá sao? Cùng các ngươi muốn một điểm Kim Nguyên Thần Tủy, các ngươi không chút do dự hủy bỏ, có thể Trường Sinh Đoán Thể Quyết, liền dễ dàng như vậy bán đi. Hắn thật không biết. Những cái này đơn thuần thạch nhân tộc là thế nào sống đến bây giờ? Bất quá nghĩ đến bọn họ biến thái thực lực, cũng liền bình thường trở lại. Tốt, ba bình, Tiêu Phàm lại lấy ra hai bình. Thạch Ma mừng khấp khởi tiếp nhận ba bình long nguyên đan, yêu thích không buông tay, lão tổ, đồ vật ta lấy đến, ngươi có thể đem Trường Sinh Đoán Thể Quyết cho hắn thăm một chút. Tốt, Thạch Thánh khóe miệng cuồng rút, vỗ trán một cái. Ngay sau đó trong nháy mắt một điểm. Một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm mi tâm. Mang theo đám người này, tâm mệt mỏi a. Ngay sau đó lại thấp giọng oán trách một câu. Nếu như không phải bọn họ đơn thuần, người có thể tùy tiện trở thành bọn họ lão tổ. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai người này, đều là khôn khéo tiểu quỷ, rất ít người chịu thua thiệt, lấy hắn nhí nha nhí nhảnh, không ăn chắc những cái này đơn thuần thạch nhân tộc mới là lạ chứ. Ta cũng rất đơn thuần tốt a. Thạch Thánh không cam lòng. Ngay sau đó, Thạch Thánh mang theo Tế Thiên vừa tìm được mười mấy khối Thái Sơ Hắc Kim, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, những cái này Thái Sơ Hắc Kim, vậy mà đều là bị luyện hóa thành cửa. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không có hỏi thăm. Tế Thiên lấy được mười mấy khối Thái Sơ Hắc Kim,
lại lần nữa tiến vào Tiêu Phàm thể nội thế giới. Thạch Thánh, các ngươi theo ta đi, vẫn là. Tiêu Phàm không nghĩ tới một chuyến này thuận lợi như vậy, không chỉ có đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán, hơn nữa còn chiếm được trường sinh đoán thể quyết. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đoán thể phương pháp chỗ huyền diệu. Hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện. Đương nhiên là cùng đi, nơi này, ta đã sớm chơi chán rồi, hàng ngày đối cái này 10-20 cái yếu. Người đơn thuần, Thạch Thánh không chút do dự nói. Hắn vốn muốn nói nhược trí, nhưng nghĩ nghĩ, xem như lão tổ, không thể gây tổn thương cho lòng của bọn hắn. Tốt, Tiêu Phàm cười không ngậm mồm vào được, có bất tử thạch tộc gia nhập, đây chính là như hổ thêm cánh A. Giá, đại xà, nhanh lên. Một đạo non nớt khẽ kêu vang vọng thương khung, ngay sau đó một đầu dài mấy ngàn trượng đại xà du động, sông núi rung động, một đầu to lớn khe rãnh kéo dài hướng táng tổ thiên mộ chỗ sâu. Thạch Thánh đứng ở mãng đại đỉnh đầu, gọi cái kia vui sướng. Thời gian một tháng này, táng tổ thiên mộ cơ hồ bị hắn huyên náo gà bay chó chạy. Lấy ma văn thạch hoàng tộc cường đại, cơ hồ là hoành hành không sợ. Mặc dù cũng có một chút cực kỳ cường đại chủng tộc. Nhưng đối mặt nhục thân cùng lực lượng vô địch thạch nhân tộc, bọn họ cũng phải lui tránh ba phần. Bất quá, như thế để vô tận thần phủ vơ vét tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Thời gian một tháng, cơ hồ đem táng tổ thiên mộ tất cả đều vơ vét một lần. Dù cho những cái kia có sinh linh mạnh mẽ trấn thủ địa phương cũng không ngoại lệ, vì để tránh cho cùng thạch nhân tộc xung đột, đành phải đưa trước một chút thần vật liệu. Đương nhiên, Thạch Thánh Mỹ kỳ danh viết phí bảo hộ. Về phần những cái kia không cách nào mang đi tu luyện thánh địa, thì là trực tiếp bị bọn họ tính cả ngọn núi đào đi, ném vào vô tận thần phủ tu sĩ thể nội thế giới. Toàn bộ táng tổ thiên mộ, bị huyên náo gà bay chó chạy. Vô tận thần phủ đám cường đạo này danh tiếng, sớm đã vang vọng táng tổ thiên mộ. Phàm là nhỏ yếu thổ dân, nhìn thấy vô tận thần phủ tu sĩ đến, trực tiếp vứt xuống hang ổ, bản thân chạy trốn. Đừng chạy a! Chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta lại không giết các ngươi, liền muốn điểm phí bảo hộ mà thôi. Thạch Thánh nhìn thấy phía trước kinh hoàng chạy trốn yêu thú, vội vàng thanh minh cho bản thân. Nhưng lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện bọn họ trốn được nhanh hơn. Mãng đại trong lòng một trận rút ra, một tháng qua, hắn một mực không tìm hiểu được. Tiêu Phàm là thế nào hàng phục ma văn thạch hoàng tộc, bình thường mà nói, Tiêu Phàm cho dù không có chết ở đoán thiên cốc. Vậy cũng hẳn là cửu tử nhất sinh a. Lúc ấy hắn xa xa quan sát, càng là trợn tròn mắt. Nguyên bản Tiêu Phàm cùng ma văn thạch hoàng tộc đánh nhau, ai ngờ đột nhiên liền tán gẫu, trò chuyện một chút, ma văn thạch hoàng tộc đều thần phục Tiêu Phàm. Mãng đại đột nhiên phát hiện, mình có thể thần phục Tiêu Phàm, là một kiện 10 điểm may mắn sự tình. Ai, các ngươi làm sao lại không minh bạch khổ tâm của ta đây? Thạch Thánh nhìn thấy những người kia rất chạy mau phải không thấy bóng dáng, vẻ mặt phiền muộn. Oanh, cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng nổ vang, đột nhiên, một tia ô quang phóng lên tận trời, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Chân trời phong quyển vân dũng, mây đen dày đặc, dường như tận thế sắp đến một dạng. Chuyện gì xảy ra, Thạch Thánh vẻ mặt mộng bức, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà mãng đại lại là toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, hố trời mở ra. Hố trời, Thạch Thánh kinh ngạc, nhanh, trở về tìm Tiêu đại ca. Một cái sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm bế quan tu luyện trường sinh đoán thể quyết, một tháng qua, hắn cảm giác sâu sắc trường sinh đoán thể quyết cường đại. Bình thường công pháp, dù cho bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ cần tiêu phí thời gian nhất định, hắn đều có thể rất nhanh hơn tay. Nhưng là cái này trường sinh đoán thể quyết. Tiêu Phàm lại cảm thấy cực kỳ huyền ảo. Dù cho hắn chia ra mấy trăm linh hồn phân thân, hơn nữa trong cơ thể hắn thế giới lĩnh ngộ đã nhiều năm, cũng vẻn vẹn mới sở đến ra lông. Nếu là có thể nhập môn, cái kia thì có hy vọng đột phá vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, kia liền là trường sinh đoán thể quyết mặc dù thích hợp tất cả mọi người tu luyện, nhưng là luyện đến cuối cùng. Vô cùng có khả năng đi đến thạch nhân tộc đường. Nói cách khác, nhục thân chậm rãi hóa đá. Mà cái này, là Tiêu Phàm không nghĩ, luôn cảm thấy công pháp này có chút tai hại. Có lẽ,
Trường sinh đoán thể quyết, chỉ có thể tham khảo, không thể hoàn toàn dựa theo phía trên công pháp tu luyện. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Cũng liền ở nơi này là, một tiếng sét nổ mạnh đem hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn về phía hố trời vị trí. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch thiên địa, táng tổ thiên mộ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt, để người nhìn không được quỳ bái. Hố trời mở ra, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía một phương hướng khác, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Cửu thiên thập địa người đều tới sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn biết rõ, tiếp xuống táng tổ thiên mộ, mới là thật không bình tĩnh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, vô tận thần phủ 10 chi đội ngũ nhanh chóng hướng về hắn nơi này tập hợp. Vẻn vẹn mấy canh giờ, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Phu quân, cửu thiên thập địa người tới. Diệp Thi Vũ biểu tình ngưng trọng. Những người khác cũng là như thế, mặc dù táng tổ thiên mộ bị bọn họ vơ vét một lần, hơn nữa không ít người chiếm được cường đại truyền thừa. Nhưng là, chỗ sâu nhất hố trời, bọn họ còn chưa đặt chân. Nơi đó, có lẽ mới là cơ duyên lớn nhất. Đồng dạng, cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Thi Vũ, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài trước. Tiêu Phàm trầm ngâm hồi lâu nói. Ta với ngươi cùng một chỗ. Diệp Thi Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Nàng làm sao có thể ở thời điểm nguy hiểm nhất rời đi Tiêu Phàm đây? Lão Tam, mà bằng bọn họ không phải nói, tiến vào hố trời, một dạng cũng liền mấy tháng đến một năm thời gian sao? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói, hắn cũng không cho rằng bây giờ cách đi. Nghe ta, Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng, ta có loại dự cảm, lần này tiến vào, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, hơn nữa, cực kỳ nguy hiểm. Vậy ta càng không nên đi, chúng ta là vợ chồng, hẳn là cùng chung hoạn nạn. Diệp Thi Vũ con ngươi kiên nghị. Thi Vũ, chính là bởi vì ngươi là thê tử của ta, cho nên ngươi hẳn là thay ta bảo vệ tốt vô tận thần phủ. Ba tháng này, mọi người thu hoạch tràn đầy, không phải bính sát thời điểm, mà là toàn lực đột phá thời khắc. Tiêu Phàm lắc đầu. Nhìn thấy mấy người còn có chút do dự, hắn lại nói, vô tận thần phủ bây giờ nhìn như rất mạnh, nhưng là cùng thiên hoang so sánh, vẫn có khoảng cách rất lớn, chí ít, trừ bỏ thụ ma nhất tộc, chính chúng ta còn không có thiên tôn cảnh. Nhưng mà, thiên hoang ở dị ma trước mặt, đồng dạng là yếu thế một phương. Bây giờ mọi người ánh mắt đều nhìn về phía táng tổ thiên mộ, chính là vô tận thần phủ trở nên mạnh mẽ thời điểm. Diệp Thi Vũ trầm mặc, nàng làm sao không biết Tiêu Phàm ý nghĩ đây. Thế nhưng là, đến lúc đó ngươi làm sao rời đi? Diệp Thi Vũ lo lắng nói, Tiêu Phàm trên người táng tổ thiên mộ lệnh bài, chỉ có thể dùng một lần. Một khi dùng qua một lần, liền sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó, chỉ có thể thông qua cửa ra rời đi. Mà ra nơi cửa, khắp nơi đều là dị ma cùng cửu thiên thập địa người. Ta tự có rời đi phương pháp, tin tưởng ta. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, Thạch Thánh, Mãng Đại, Ma Bằng, các ngươi cũng ly khai, ta có loại dự cảm, sau lần này, táng tổ thiên mộ sẽ phát sinh đại biến. Tiêu Đại Ca, ta lưu lại. Thạch Thánh lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Thạch Ma bọn họ nói, các ngươi đi theo đại tẩu ra ngoài, nhớ kỹ, nhìn thấy đại tẩu. Liền cùng ở giữa đến ta cũng như thế cung kính. Là, lão tổ, Thạch Ma đám người gật gật đầu. Lão đại, ta lưu lại, còn có ta, phủ chủ, tính ta một người. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt trông lại, vội vàng đứng dậy. Thạch Thánh, Thí Thần, Tiểu Kim, Diệp Khuynh Thành, Bạch Ma lưu lại, những người khác rời đi. Tiêu Phàm 10 điểm quyết đoán, ra ngoài sau, vô tận thần phủ, tất cả mọi chuyện, đều do Thi Vũ quyết định. Nghe rõ ràng không? Là, đám người cung kính gật đầu. Tiêu Phàm cũng không chậm trễ, lần nữa thôi động táng tổ thiên mộ tư cách lệnh, đem đám người đưa ra táng tổ thiên mộ. Toàn bộ sơn cốc, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh hết sức. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, đem Diệp Thi Vũ cùng vô tận thần phủ người đưa tiến, hắn nội tâm lập tức dễ dàng rất nhiều. Hiện tại, trừ hắn ra, chỉ còn lại có 9 người. Tà Vũ, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách, bọn họ không phải vô tận thần phủ người, Tiêu Phàm không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Hơn nữa, bọn họ vốn là thu được táng tổ thiên mộ danh ngạch. Chỉ có thí thần bọn họ, xem như bản thân ngoài định mức mang vào. Thật lâu,
thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên, nên người tiến vào, cũng đã tất cả đều tiến vào. Trực tiếp tiến về hố trời. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, mấy người cấp tốc hướng về hố trời bay đi. Lúc này, một vùng núi phía trên, mười mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, vẻ mặt đề phòng cùng mừng rỡ hướng về vùng trời này mang thế giới. Những người này, Tiêu Phàm đều biết, chính là Thiên Hoang Thiên Tài, Tiêu Chiến Phong, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng, Đông Phương Diễn, Đế Thái Ất đám người tất cả đều xuất hiện. Có thể nói, nơi này người, đại biểu cho Thiên Hoang cùng tuổi một đời mạnh nhất. Thật nồng đậm thương mang chi khí, khó trách người người cũng nghĩ tiến vào táng tổ thiên mộ, nơi đây, tất nhiên có thể đột phá nhanh hơn. Ninh Thiếu Hoàng hơi hơi cảm thán nói. Đáng tiếc Tiêu Phàm bỏ qua lần này cơ duyên, lần sau gặp gỡ, sợ là xa xa bị chúng ta lắc tại phía sau. Đế Thái Ất cười nhạt một tiếng. Những người khác không nói, bọn họ biết rõ Đế Thái Ất cùng Tiêu Phàm có thù, nhưng lời này xác thực không làm giả. Dừng một chút, Đế Thái Ất lại nói, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách, nếu như không cùng lấy Tiêu Phàm rời đi, có lẽ cũng có thể gặp phải cái này cơ duyên lớn lao, chỉ là bọn hắn nhất định bị thời đại đào thái. Tốt rồi, mọi người tiến vào nơi đây, cần phải đồng tâm hiệp lực, quân các chủ thông báo qua, không muốn trước tìm bảo vật, chúng ta ứng cố gắng đột phá pháp tôn cảnh. Tiêu Chiến Phong mở miệng. Đám người gật gật đầu, cái này hơn một năm thời gian, Thiên Hoang tài nguyên cơ hồ đều nghiêng đến bọn họ trên người. Mọi người tu vi cũng đạt tới thượng phẩm nguyên tôn cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá hạ phẩm pháp tôn. Chỉ là vì tiến vào táng tổ thiên mộ, mọi người mới cố ý áp chế tu vi. Tìm một chỗ nguyên khí tràn đầy địa phương đột phá, một nhóm đến, những người khác hộ pháp. Thần Chân Võ trầm giọng nói. Sau một khắc, chúng dè dặt hướng về táng tổ thiên mộ chỗ sâu bay đi, có thể phi hành một hồi, bọn họ cũng không tìm tới trong lý tưởng tu luyện thánh địa. Nhưng bọn họ nhớ rõ ràng quân Bách Nhẫn nói qua, táng tổ thiên mộ tích xúc vạn năm lực lượng, nơi này khắp nơi đều là tu luyện thánh địa. Nhưng mà một đường đi tới, trừ bỏ nguyên khí hơi nồng đậm một điểm bên ngoài, căn bản không có mặt khác khác biệt. Các ngươi nhìn, nơi đó có chiến đấu qua dấu vết. Có người kinh hô một tiếng, đám người theo người kia chỉ nhìn tới, biến sắc. Chỉ thấy mặt đất có từng đạo to lớn khe rãnh, mấy chục trượng rộng, giống như một đầu thần long nghiền ép mà qua. Mấu chốt là, cái kia bùn đất nhìn qua vẫn là mới, hiển nhiên là vừa mới lưu lại không lâu. Mấy người không kiềm hãm được não bổ chuyện phát sinh nơi đây tình, dùng mình một cái. Bọn họ nếu như biết rõ, tất cả những thứ này đều là thạch thánh thúc đẩy mãng đại lưu lại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn họ xem thường Tiêu Phàm, sớm đã đem táng tổ thiên mộ ngoại giới cướp đoạt một lần, cơ hồ cái gì đều không lưu lại. Không thể làm trễ nải, chúng ta nhất định phải nhanh đột phá, nếu như gặp gỡ trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiêu Chiến Phong thân làm đội trưởng, quyết định thật nhanh nói. Ngay sau đó, đám người tìm một chỗ coi như nguyên khí nồng đậm, hoàn cảnh tĩnh lặng sơn cốc, bắt đầu xúc tích lực lượng, đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh. Gần như đồng thời, táng tổ thiên mộ bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến một trận năng lượng cường đại chấn động, hiển nhiên là không ít người bắt đầu đột phá. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn, chỉ cần có thể từ táng tổ thiên mộ sống sót ra ngoài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, thượng phẩm pháp tôn đều có thể xúc tu có thể, thậm chí tương lai cực có thể đột phá thiên tôn cảnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm một nhóm đã tới hố trời giáp danh, nguyên bản bọn họ cho là mình tất nhiên có thể trước tiên xông đi vào. Nhưng bọn họ đến thời điểm, vậy mà phát hiện, sớm đã có người thủ hộ ở tứ phương. Mấu chốt là, trong đó còn không thiếu mới vừa từ ngoại giới tiến vào tu sĩ. Những người này thế giới đang ở. Đoán chừng sớm chính là ở đây lưu lại thủ đoạn, trực tiếp truyền đến kề bên này. Tà Vũ híp híp hai mắt, làm xong đại chiến chuẩn bị. Tiêu Phàm cũng là không vội, hắn nhưng là nghe Lục Xí Ma Bằng nói qua, cái thứ nhất đi vào, chưa chắc đã là tốt nhất. Cúi đầu nhìn tới, hố trời phía dưới, quả nhiên có vô số ma ảnh hét giận dữ, cường đại khí tức, để Tiêu Phàm đều có chút kinh hồn táng đảm. Vậy mà thật sự có thiên tôn cảnh ma hồn. Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Chân chính thiên tôn cảnh hắn còn phải e ngại mấy phần, nhưng thiên tôn cảnh ma hồn, vẻn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái mà thôi.
hắn tự thân linh hồn chi lực, cũng đạt tới dạng này cảnh giới, hơn nữa hắn có khắc chế ma hồn phương pháp, chỉ cần thiên tôn cảnh cấp độ ma hồn không nhiều, một hai đầu ma hồn, chỉ có thể trở thành hắn thuốc bổ. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa. Những người này ăn mặc quái dị, cũng không có dị ma khí tức, nghĩ đến là mặt khác cửu thiên thập địa. Cút ngay, nơi này là chúng ta. Trong đó một cái hắc y nam tử lạnh như băng mở miệng, cao nhất tạm thời quan sát Tiêu Phàm một nhóm. Hạ phẩm pháp tôn, Tà Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn tiến vào 3 tháng, đều còn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, những người này vừa mới tiến đến, vậy mà đã đột phá pháp tôn cảnh. Nghe được Tà Vũ lời nói, hắc y nam tử trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, từ Tiêu Phàm một nhóm trên người từng cái đảo qua, thực sự là rác rưởi, vẻn vẹn một cái hạ phẩm pháp tôn, vẫn là đầu súc sinh. Bên người hắn những người khác nghe vậy, lập tức khinh thường chế giễu lên. Bọn họ những người này, thế nhưng là thuần một sắc hạ phẩm pháp tôn, hơn nữa nhiều đến hơn 20 người, tùy ý đi ra 2 người, đoán chừng đều có thể quét ngang những người trước mắt này. Tiêu Phàm cũng là không tức giận, mà là vỗ vỗ Bạch Ma nói, bọn họ mắng ngươi súc sinh, ngươi cũng có thể nhịn. Tiến đến 3 tháng, Tiêu Phàm một mực vơ vét tài nguyên, căn bản không có quá nhiều thời gian đột phá. Cũng liền Bạch Ma, hắn đã từng thì đến được dạng này cảnh giới, tất cả khôi phục tương đối nhanh, cũng chỉ hắn một cái đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Bạch Ma con người băng lãnh, cất bước từng bước một đạp không mà lên, súc sinh nói ai? Súc sinh nói ngươi, hắc y nam tử cười đắc ý, có thể dư vị một lần, lại phát hiện không hợp lý, bản thân lại bị một đầu yêu thú đùa bỡn. Lửa giận không chỗ phát tiết, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, hắn giơ tay một kiếm hướng về bên cạnh Bạch Ma đánh tới. Những người khác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Bạch Ma ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Rác rưởi, cũng dám đối với người Bạch gia gia xuất thủ. Bạch Ma cười lạnh, to lớn móng vuốt giận đập mà ra, thiên địa dường như trong nháy mắt phai nhạt xuống. Cường đại chảo cương hoàn toàn không nhìn kiếm khí. Trực tiếp đem nam tử áo đen kia hất bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng. Quá yếu, Bạch Ma lắc đầu, mặt coi thường nói, chút thực lực ấy, cũng dám ở cái này diễu võ dương oai. Hắc y nam tử nhìn thấy mình bị Bạch Ma đánh bay, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một bên còn có nhiều như vậy đồng bạn hướng về đây. Long kiếm, ngươi sẽ không liền đầu súc sinh đều không đánh lại đâu. Có người mở miệng diễu cợt nói. Câm miệng cho ta. Hắc y nam tử gầm thét một tiếng, hung lệ ánh mắt rơi vào Bạch Ma trên người, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi muốn chết như thế nào? Mạnh mẽ sát khí từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ở hắn quanh thân, càng là có vô cùng vô tận kiếm khí vần quanh, lăng lệ đến cực điểm. A, ta còn tưởng rằng ngươi thật rác rưởi như vậy chứ, vừa vặn, thật nhiều năm không chân chính động thủ, thân thể đều rỉ sét. Bạch Ma cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngay sau đó, nó thể hình nhanh chóng biến lớn, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân bộ lông màu trắng thánh khiết không tì vết, chân đạp tường vân, một đôi đỏ thắm con người phóng thích ra cuồng bá dã tính. Trường sinh thú, hắc y nam tử nhìn thấy Bạch Ma bản thể, con người kịch liệt co rút lại một chút. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, trường sinh thú đây chính là thần thú bảng xếp hạng cực kỳ cao tồn tại A. Thiên phú cường đại đến cực điểm, cùng giai bên trong, thế nhưng là có rất ít người là đối thủ. Bất quá, có một người mặc chiến bào màu trắng nam tử, lại là ánh mắt sáng quắc, bước ra ngoài. Vừa vặn bản tôn còn thiếu một đầu tọa kỵ, chiến bào màu trắng nam tử trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, quan sát Bạch Ma nói, thần phục với bản tôn, là ngươi vinh hạnh lớn lao, bất quá, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Nói ra lời này thời khắc. Chiến bào màu trắng nam tử dương lên cao ngạo cái cằm, dường như để Bạch Ma thần phục, là hắn lớn nhất vinh quang. Hắc y nam tử nhìn thấy chiến bào màu trắng nam tử đứng dậy, bản năng lộ ra kiêng dè, cung kính lui sang một bên. Bản tôn coi trọng ngươi, trở thành ta nhân sủng, hoặc là chết. Bạch Ma cũng bị khơi gợi lên lửa giận, liếc xéo bạch bào nam tử. Hắn đường đường trường sinh thú thân thể. Càng là thiên ma kiếp địa đỉnh cấp thế lực thiên ma cung hai đại tồn tại một trong, lại làm sao có thể trở thành người khác tọa kỵ. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không dám đối với hắn như vậy. Tiêu đại ca,
có trò hay xem ra, đến, ta đã chuẩn bị xong hạt dưa. Thạch Thánh vẻ mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lấy ra từng đầu ghế bành cùng cái bàn. Cái bàn bên trên trưng bày trái cây, một bộ muốn xem kịch vui bộ dáng. Một màn này, để người ở phía trên phẫn nộ tới cực điểm. Đây quả thực là trần truồng miệt thị a. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, trực tiếp trên ghế ngồi xuống, hái một quả bồ đào đưa vào trong miệng. Nhanh lên a, còn lo lắng cái gì? Thạch Thánh đập lấy hạt dưa, thúc giục nói, hận không thể thiên hạ đại loạn. Tự tìm cái chết, bạch bào nam tử rốt cục nổi giận, bản thân hành vi, lại bị người xem như thằng hề đến xem, cái này khiến hắn làm sao không giận. Oanh, ba động khủng bố bộc phát, giống như là biển động một dạng phóng tới bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem phương viên hơn nghìn dặm bên trong sông núi chấn động sụp đổ, cả phiến thiên địa cũng giao đan xen nóng rực kim sắc hỏa diễm. Bạch bào nam tử trong tay, nắm một cái kim sắc hỏa cầu, giống như thiêu đốt liệt nhật đồng dạng, bộc phát ra hủy diệt tính chấn động. Thập tinh tôn giai pháp bảo, bạch ma hơi hơi ngoài ý muốn, thân thể có chút cảm giác bỏng, nếu như đánh vào người, đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Bạch ma, ta sủng vật còn thiếu một cái đồ chơi, cái này hỏa cầu không sai. Tiêu Phàm phun ra một quả bồ đào tử. Chết, bạch bào nam tử triệt để nổi giận, mạnh mẽ khí diễm nở rộ, tóc chậm rãi biến thành kim sắc, dựng thẳng hướng không trung, quanh thân càng là mãnh liệt ra một mảnh kim sắc hỏa hải. Bạch ma ủng hộ, tuyệt đối không nên trở thành nướng thịt. Thí thần hí ngược kêu to. Bạch ma khóe miệng co quắp một trận, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân không nên bị Tiêu Phàm khích tướng, hiện tại tốt rồi, bản thân dường như biến thành thằng hề. Bọn gia hỏa này, lại ở một bên xem kịch vui, còn thảnh thơi ăn trái cây, kém chút không nhường hắn phun ra một ngụm lão huyết. Oanh, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng vang như trời long đất lở truyền thừa. Kinh khủng hỏa diễm đem hư không đều đốt trở thành hư vô, trong nháy mắt bao phủ bạch ma. Bạch bào nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trường sinh thú, chỉ đến như thế, hư danh mà thôi, ta đột nhiên đã mất đi thu ngươi làm tọa kỵ hứng thú. Hắn lắc đầu, trong mắt đều là khinh thường. Nhưng mà vừa dứt lời, một đạo thánh khiết thân ảnh từ hỏa diễm hải bên trong bước ra, cả người bộ lông mềm mại trực tiếp, nơi nào có nửa điểm bị đốt tới dáng vẻ. Làm sao có thể, những người khác quái khiếu không thôi. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng bạch bào nam tử thực lực a, cái kia hỏa diễm, thế nhưng là liền tại trung phẩm pháp tôn đều có thể thương tổn. Ở chưa tiến vào táng tổ thiên mộ trước đó, chết ở trong tay hắn hạ phẩm pháp tôn, càng là vô số kể. Mà bây giờ, lại bị cùng giai trường sinh thú cho cản lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bọn họ không phát hiện là, ở bạch ma con người bên trong, lấp lóe lấy ánh sáng màu trắng, nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, cái kia vậy mà giống như bạch sắc hỏa diễm. Thiên Nhật Châu sao, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, bạch ma trên người có được thiên địa Nhật Nguyệt Châu Thiên Nhật Châu, đây cũng là dạ ma không có thể coi là tính bạch ma nguyên nhân. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, bạch ma chưa từng có xuất ra qua Thiên Nhật Châu. Không nghĩ tới hắn sớm đã luyện vào cặp mắt của mình. Cái này hỏa diễm mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt Thiên Nhật Châu, lại không coi vào đâu. Phải biết, Thiên Địa Nhật Nguyệt Châu dù sao cũng là thiên ma kiếp địa đỉnh tiêm pháp bảo a, lại làm sao có thể yếu đây. Cuối cùng cho ngươi một lần trở thành ta nhân sủng cơ hội. Bạch ma ung dung mở miệng, ngữ khí rất lạnh, nhưng lại bá đạo, chấn động đến hư không run không ngừng. Liền bằng ngươi. Tự cho là chặn lại bản tôn hỏa diễm, liền có thể bất tử sao? Bạch bào nam tử cười lạnh, sát tâm nổi lên. Nhiều người nhìn như vậy, nếu như cứ như vậy nhận túng, về sau còn thế nào tại chính mình thế giới lẫn vào? Hừ, bạch ma không nói, chỉ là lạnh rên một tiếng, há miệng hút vào, đột nhiên thiên địa cuồng phong nộ khí, từng đạo quang hoa từ bạch bào nam tử thể nội rút ra. Giang Vân cẩn thận nó thần thông, nó đang tước đoạt ngươi mệnh khí. Người quan chiến kêu to không thôi. Đây cũng là trường sinh thú kinh khủng nhất địa phương, chân chính thiên phú thần thông, có thể tước đoạt người khác mệnh khí cùng linh hồn. Bằng không, trường sinh thú như thế nào lại có trường sinh danh xưng đây? Nó không chỉ có thể tước đoạt người khác mệnh khí, hơn nữa còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ồn ào,
Tiêu Phàm phun ra một quả bồ đào tử, hóa thành một vệt sáng hướng về đám người kia bay đi. Mở miệng nói chuyện người sắc mặt biến hóa, vội vàng một chưởng đánh ra, có thể để hắn kinh hãi là, người bồ đào tử lại giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên qua bàn tay của hắn, máu tươi chảy ngang. Những người khác sắc mặt nhao nhao đại biến, đây chính là một quả thông thường bồ đào tử a, vậy mà như thế cường đại. Cũng đúng lúc này, Bạch Ma một chảo đánh ra, trực tiếp đem cái kia bạch bào nam tử Giang Vân đánh bay ra ngoài, thân thể đều gần như vỡ nát, trong miệng phun máu không chỉ. Dừng tay, đối phương một người vội vàng đỡ lấy Giang Vân, sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Ma, các hạ xuất thủ nặng như vậy, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Liền tàn nhẫn, Bạch Ma còn không có mở miệng, Tiêu Phàm lại là hí ngược cười nói. Liền tàn nhẫn, Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại giống như một thanh kiếm, đỉnh ở đám người cổ họng. Tà Vũ bọn họ lại là cười lạnh không thôi, bọn họ đứng ở chỗ này, lại không đắc tội ai. Những người này đi tới liền vênh váo hung hăng, nghĩ chiếm cứ vị trí của bọn hắn thì cũng thôi đi, còn muốn thu Bạch Ma làm vật để cưỡi. Nhìn thấy Bạch Ma phản kháng, càng là động sát cơ. Hiện tại Bạch Ma chỉ là đả thương bọn hắn một người, liền nói Bạch Ma tàn nhẫn, đây không phải khôi hài sao. Một đám thượng phẩm nguyên tôn, thật đúng là cho rằng có thể lật lên cái gì sóng lớn hay sao. Vịn Giang Vân nam tử cười lạnh, trên người đột nhiên hiện lên một bộ hoàng kim chiến giáp, hàn khí bắn ra bốn phía. Nha, muốn động thủ sao? Thạch Thánh vẻ mặt hưng phấn nhảy đến Tiêu Phàm bờ vai bên trên, nếu không, ta và các ngươi chơi đùa. Liền bằng ngươi cái này rác rưởi, bản tôn thổi khẩu khí liền có thể giết chết ngươi. Nhất động thủ trước Hắc Y nam tử long kiếm mặt coi thường nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Thạch Thánh bỗng hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở nam tử áo đen kia trước mặt, nắm tay nhỏ nhàn nhạt nện ở Hắc Y nam tử long kiếm trên lồng ngực. Phịch một tiếng, Hắc Y nam tử long kiếm lồng ngực trực tiếp sụp xuống, vô thượng kim thân cũng nhanh chóng tan rã, thân thể càng là trực tiếp vỡ nát. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, long kiếm thân thể đập xuyên không mấy ngọn núi, rơi ở ngoài mấy ngàn dặm trên mặt đất, đã không rõ sống chết. Long kiếm nhất phương tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng. Thổi khẩu khí liền có thể giết chết ta, thật đúng là có thể khoác lác, ngay cả ta nắm tay nhỏ đều không tiếp nổi. Thạch Thánh hứng thú tẻ nhạt, lại cũng không có nửa điểm ý tứ động thủ. Thật sự là những người này thực lực hắn rác rưởi, hắn căn bản không có chiến đấu dục vọng. Cái kia ai, tới chơi với ta chơi. Lúc này, mang theo mũ rơm thí thần lơ lửng mà lên. Lời này vừa nói ra, người của đối phương thật sợ hãi, vừa mới cái kia tiểu bất điểm, liền tùy tiện giết bọn hắn đồng bạn, lúc này cái này, trên người tán phát khí tức rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều a. Đáng tiếc, bọn họ căn bản nhìn không ra, trong những người này, bàn về tu vi và thực lực, đoán chừng đều không phải Thạch Thánh không còn ai. Gia hỏa này không chỉ là trung phẩm pháp tôn tu vi, hơn nữa còn là ngũ đoán vô thượng kim thân. Đây chính là có thể cùng thiên tôn cảnh cường giả đánh một trận. Đừng xem, nói đúng là ngươi. Thí thần chỉ cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử, ngay sau đó ngoắc ngón tay. Hoàng kim chiến giáp nam tử nheo mắt, hắn có chút hối hận, vừa rồi liền không nên cùng khẩu xuất cuồng ngôn. Những người này, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, xa xa không thể làm thông thường thượng phẩm nguyên tôn cảnh có thể so sánh. Không sợ, ta sẽ rất nhẹ. Thí thần nhìn thấy đối phương không xuất thủ, vội vàng thu liếm khí tức, nếu không, ta chấp ngươi một tay cũng có thể a. Hoàng kim chiến giáp nam tử khóe miệng giật một cái, trong lòng do dự, đến cùng chiến, vẫn là không chiến đây. Nha, đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu chó cắn chó. Cũng đúng lúc này, một đạo hí ngược thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy 10 cái người khoác hắc sắc chiến giáp người đi tới. Dị ma. Tiêu Phàm một nhóm cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, trong nháy mắt nhận ra được. Dị ma cùng cửu thiên thập địa sinh linh phương thức tu luyện, có bản chất khác biệt, nếu như không cố ý thu liếm, một lần liền có thể nhận ra. Ma là thánh giới người. Hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt hết sức âm trầm, ánh mắt bên trong đều là nồng nặc kiêng dè. Hiển nhiên, bọn họ đều xem như đối thủ cũ. Thánh lăng, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Các người thánh võ thần giới sẽ không liền mấy người này đều giết không được a. Trong đó một cái đạt đến hơn một trượng,
đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng người mở miệng, cũng không biết là nam hay nữ. Bất quá, người này trên người tán phát khí tức, lại là rất cường đại. Hoàng kim chiến giáp nam tử Thánh Lăng trầm mặc không nói, hắn mặc dù cùng Tiêu Phàm bọn họ là địch, nhưng là tuyệt đối không dám mượn nhờ dị ma tay đối phó bọn hắn. Đây là cửu thiên thập địa võ giả danh giới cuối cùng. Mấy người các ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy Thánh Lăng trầm mặc không nói, cái kia cơ giác dị ma lại hí ngược quét về phía Tiêu Phàm bọn họ, một đám nguyên tôn cảnh mà thôi, thực sự là để không nổi bao nhiêu hứng thú, tiện tay làm thịt rồi a. Nói xong, mấy người cười lạnh hướng về Tiêu Phàm bọn họ đi tới. Lan, thí thần một tiếng quát như sấm, khí thế trên người bỗng tăng vọt, sát khí mãnh liệt gào thét, giống như tuyệt địa hồng thủy. Tiêu Phàm không hề bị lay động, vẫn như cũ nằm ở trên ghế bành, ăn bồ đào, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tự tìm cái chết, đám kia dị ma nhìn thấy thí thần dám quát lớn bọn họ, mọi người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau nghiền ép hướng thí thần, muốn trước đánh giết hắn lại nói. Nhưng mà, thí thần lại làm sao có thể đợi tại nguyên chỗ tùy ý bọn họ đánh giết đây? Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, đó là thí thần thú hình thái, chỉ là toàn thân đen kịt, đối phương cũng không nhìn ra. Thí thần hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt vào hai cái thất tinh ma tôn, căn bản liền sức phản kháng đều không có. Thực sự là tự tìm cái chết, thượng phẩm nguyên tôn cảnh, cho rằng dựa vào thể nội thế giới thôn phệ thất tinh ma tôn. Mặt khác dị ma thấy thế, chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là, rất nhanh bọn chúng liền không cười được. Chờ đợi chốc lát, hai cái kia dị ma lại cũng không có xuất hiện. Nhưng thí thần lại không có cho bọn hắn cơ hội, lần nữa há miệng thôn phệ hai cái dị ma, trên mặt càng là lộ ra tà tà nụ cười. Chẳng lẽ hắn thật giết bọn hắn? Cơ giác dị ma cũng rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Nếu như thí thần thật dễ dàng như thế giết bọn hắn hai người, cái kia quá đáng sợ. Nhanh, cùng tiến lên, cơ giác dị ma nhìn thấy vừa mới cắn nuốt hai người cũng không đi ra, rốt cục có chút hốt hoảng. Nhưng hắn nghĩ không hiểu. Cái kia rõ ràng là hư ảnh, tối đa cũng chỉ là một cái thế giới không gian mà thôi, bọn hắn người hẳn là tùy tiện phá mở mới đúng a. Lại thế nào có được thực lực cường đại như vậy đây? Lần này, cơ giác dị ma bản thân mang theo mấy cái dị ma giết tới, hắn không còn dám trì hoãn. Bây giờ nghĩ cùng nhau lên, thí thần nhe răng cười một tiếng, một tay sờ lên trên đầu mũ rơm. Oanh, đột nhiên, thí thần khí tức trên thân cổ động. Một cỗ hủy diệt tính phong bạo từ trên người hắn bộc phát ra, khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một đầu trăm trượng lớn quái thú, trên người đối phương tán phát khí tức, càng là nếu như bọn họ sợ hãi. Thí thần tổ thú, Thánh Lăng đám người hú lên quái dị, trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đầu tiên là có trường sinh thú, hiện tại lại toát ra cái thí thần tổ thú. Chẳng lẽ đám người này đều là như vậy quái vật hay sao? Trời ạ, đây rốt cuộc là một đám người nào? Giờ khắc này, Thánh Lăng bọn họ nơi nào còn có nửa điểm một trận chiến quyết tâm, thậm chí muốn trộm rời đi nơi này. Đột phá sao? Tiêu Phàm mỉm cười, hắn không nghĩ tới thí thần đã vậy còn quá nhanh đã đột phá hạ phẩm pháp tôn. Thật đúng là phải cảm tạ những cái này dị ma, không có bọn họ chịu chết, đoán chừng cũng sẽ không như thế nhanh. Chó má thí thần tổ thú, giết là được. Cơ giác dị ma mặt coi thường, thí thần hiện tại khí tức vẫn chưa ổn định, không giết hắn, chờ đến khi nào. Cơ giác dị ma rất phách lối, cũng rất cường thế, không cho thí thần ổn định tu vi cơ hội, 6 người đồng thời vây công thí thần. Bọn họ không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa về số người chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, muốn xa luân chiến giết chết thí thần sao? Hắn vừa mới chuẩn bị phóng ra bước chân, liền bị thí thần gọi là, lão đại, giết bọn hắn còn cần ngươi xuất thủ sao? Ta một người là được rồi. Cuồng vọng, cơ giác dị ma hét giận dữ, ngay sau đó hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn giết hết tất cả, một tên cũng không để lại. Mặt khác dị ma vốn là muốn ra tay, nghe được cơ giác dị ma mà nói, chỗ nào còn sẽ do dự. Ta tới a, rất lâu không có động thủ, ta vũ giãy giụa cổ. Dậm chân mà ra. Để mấy cái cho ta cũng thử xem.
Tiểu Kim bước ra một bước, trong nháy mắt biến thành bản thể, hóa thành một đầu hỏa diễm cuồng sư, nhào về phía ba cái dị ma. Lại một đầu thần thú. Chẳng lẽ bọn họ đều là thần thú? Thánh Lăng đám người không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định Tiêu Phàm bọn họ đều là thần thú sự thật, đồng thời cũng đề phòng vạn phần. Thánh Lăng càng là may mắn bản thân mới vừa rồi không có động thủ, bằng không, bọn họ những người này thật đúng là không đủ Tiêu Phàm bọn họ giết. Phải biết, thí thần đi lên liền giết bốn cái thất tinh ma tôn A. Dạng này thực lực, bọn họ là không thể nào làm được. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, Tà Vũ lại không có biến thành thần thú, chỉ là dưới chân một cái biển máu nở rộ, sóng lớn mãnh liệt, gào thét, cực kỳ kinh khủng. Nhất là hắn huyết kiếm trong tay, càng là lăng lệ hết sức. Vừa mới lên đến, liền chặt đứt một cái thất tinh ma tôn cánh tay. Các ngươi nếu là muốn động thủ, cũng thử một chút đi, liền làm luyện tay một chút. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Trúc Hồng Tuyết cùng Khương Ách nói. Ba người đương nhiên sẽ không do dự, sớm đã có chút ngứa tay. Theo ba người gia nhập, chiến trường càng thêm cuồng bạo, thiên địa biến sắc, càn khôn nứt đoạn, cực kỳ kinh khủng. Luyện tay một chút, Thánh Lăng đám người nghe nói như thế, khóe miệng co quắp một trận. Bọn họ cùng dị ma chém giết, lúc nào không phải liều mạng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cùng dị ma đại chiến vẻn vẹn chỉ là luyện tập mà thôi. Các ngươi nhìn, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt chuyển hướng Khương Ách vị trí chiến trường. Ta sát, có người trực tiếp nhìn không được tuôn ra nói tục. Bọn họ làm sao không nhìn ra Khương Ách tu vi, đây chẳng qua là trung phẩm pháp tôn A, nhưng hắn giết người lại là thoải mái nhất. Chỉ thấy Khương Ách xông đi lên, hướng về phía một cái dị ma vẽ một vòng tròn, thuận tiện nói một câu vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, ngay sau đó cái kia dị ma đột nhiên toàn thân thối rữa mà chết. Thế này sao lại là chiến đấu công bình A, nhất định chính là một trận tàn sát. Nhất định không thể đắc tội bọn họ, chỉ là không biết bọn họ là thế giới nào người. Thánh Lăng bên cạnh tu sĩ mở miệng, toàn thân đều đang run rẩy. Quá kinh khủng. Lúc nào cửu thiên thập địa tu sĩ giết dị ma thoải mái như vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn lấy ít đánh nhiều. Có vẻ như bọn họ cầm đầu người kia, còn đang ăn bồ đào, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Thực sự là một đám biến thái. Thánh Lăng thấp giọng thầm mắng. À đây là, không chung một tiếng hét thảm cắt đứt mọi người suy nghĩ, chỉ thấy thí thần xinh xinh xé rách phía dưới cơ giác dị ma hai căn cơ giác, trong bàn tay có lôi đỉnh quay cuồng. Cơ giác dị ma tuyệt vọng gào thét, loại đau nhức này, nhưng hắn đau đến không muốn sống. Dừng tay! Bằng không mọi người đồng quy vô tận, cơ giác dị ma gào thét, hiển nhiên nó còn có thể cứu mệnh át chủ bài. Đồng quy vô tận, thí thần khinh thường, một bàn tay liền đem cơ giác dị ma xếp thành thịt nát, máu tươi vẩy ra. Cơ giác dị ma rất nhanh liền khôi phục thân thể, sắc mặt hơi trắng bệch, cửu hận căm tức nhìn thí thần. Nhanh lên đem át chủ bài lấy ra đi, nếu không liền thật muốn chết. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lại thôn vệ hai tôn thất tinh ma tôn, khí tức trên thân càng ngày càng ổn định. Tiêu Phàm một mực chú ý thí thần chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện, thí thần phòng ngự giống như cũng cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ thí thần thôn vệ dị ma, cũng có thể cường hóa nhục thân? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Bất quá khi hắn nghĩ tới thí thần thần thông, có lẽ thật là có loại khả năng này. Ngươi đừng bức ta, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Cơ giác dị ma mặt âm trầm, uy hiếp nói. Thí thần bước chân không có chút nào dừng lại, hắn không biết cơ giác dị ma có bài tẩy gì, nhưng là, lão đại của mình ở bên kia, chỉ cần không phải thiên tôn cảnh, cái kia liền không có gì phải sợ. Cơ giác biết rõ hôm nay sợ chết tránh không khỏi, khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, giết. Chỉ một thoáng, hắn lông mày vỡ ra, một đạo hắc sắc quang mang gào thét mà ra. Trong chớp mắt hóa thành một đầu mấy trượng to lớn hư ảnh, đồng dạng đỉnh đầu hai căn cơ giác. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được trên người thông thiên uy áp. Bàn tôn pháp thân, Thánh Lăng đám người nuốt nước miếng một cái, nhận ra cái kia ma ảnh lai lịch. Bàn tôn, đây chính là Ma La Thánh giới thiên tôn, vương giả cấp nhân vật A. Bất quá nghĩ đến cơ giác dị ma thân phận, bọn họ cũng liền bình thường trở lại.
đây chính là bàn tôn sủng ái nhất tầng tôn, có được bàn tôn một bộ thiên tôn pháp thân sẽ tìm thường bất quá. Không phải liền là thiên tôn pháp thân sao, ta còn lấy là cái gì đây? Thí thần lại là nhếch miệng. Bất quá, hắn nội tâm lại ngưng trọng tới cực điểm, hắn có thể cảm nhận được đối phương mang cho hắn áp lực, cho dù là một bộ pháp thân, cũng chí ít có được trung phẩm pháp tôn thực lực. Thậm chí, vô cùng có khả năng phát huy ra thượng phẩm pháp tôn cảnh uy lực. Chết đi, cơ giác dị ma hét giận dữ không thôi, này thiên tôn pháp thân, thế nhưng là lớn nhất át chủ bài, vốn là dùng để tiến vào trong hố trời tranh đoạt bảo vật lúc mới có thể dùng được. Lại là không nghĩ tới ở trong này liền bị bức bách sử dụng ra, nhưng hắn đã mất đi lớn nhất át chủ bài, lại như thế nào không giận đây? Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động hướng về kia thiên tôn pháp thân đánh tới, hắn cũng muốn nhìn xem, điểm mấu chốt của mình đến cùng ở đâu. Run rế, cái kia bàn tôn pháp thân lạnh lùng phun ra hai chữ, ngay sau đó một trưởng giận đập mà ra, dường như thiên địa băng sụp xuống, không khí đều trở nên hết sức ngạt thở, ngưng kết. Một tiếng nổ vang, thí thần thân thể giống như đạn pháo một dạng bị oanh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược hơn 10 dặm mới đứng vững thân hình. Lão đại, những người kia giao cho ngươi, thượng phẩm pháp tôn thực lực. Thí thần nơi nào còn dám chính diện đối địch, nhấc chân chạy. Thượng phẩm pháp tôn thực lực, cái này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Ở bản tôn trước mặt, cũng muốn trốn. Bản tôn pháp thân khinh thường, dò ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng về thí thần chộp tới. Thí thần chạy nhanh hơn. Tiêu đại ca, nếu không ta tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị đứng dậy. Thạch Thánh bỗng chảy ra mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thí thần phía sau. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, chụp vào thí thần bàn tay nhanh chóng sụp đổ. Một màn này, bốn phía tu sĩ thấy choáng mắt. Nhưng Thạch Thánh căn bản không có dừng lại xu thế, mà là thẳng đến bàn tôn pháp thân. Tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại, Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên. Hơn nữa, hắn phát hiện bốn phía người quan chiến càng ngày càng nhiều, dạng này kéo dài thêm, chờ chút liền phiền toái. Huống hồ, chiến lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, Tà Vũ đám người chiến càng thêm hung mãnh. Chỉ một thoáng, từng tôn dị ma không cam lòng ngã xuống, trước khi chết, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không rõ, vậy mà lại chết ở nơi đây. Phải biết. Bọn họ Ma La Thánh giới, ở dị ma 19 giới bên trong, cũng coi là đã trên trung đẳng A. Nhưng gặp gỡ Tiêu Phàm bọn họ những cái này biến thái, bọn họ hoàn toàn chỉ có bị cướp giết phần. Mấu chốt là, Tiêu Phàm còn không có xuất thủ chỉ là hắn một chút tiểu đệ mà thôi. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà, dị ma một phương cũng chỉ còn lại có 3 người, bao quát cơ giác dị ma ở bên trong. 3 người này vẻ mặt sợ hãi. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Thánh một quyền đánh giết bàn tôn pháp thân về sau, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Núp ở phía xa Thánh Võ Thần giới tu sĩ, vẻ mặt kinh hồn táng đảm. Bọn họ rất muốn chạy trốn đi, có thể lại sợ Tiêu Phàm bọn họ muộn thu nợ nần, dù sao, mọi người đến lúc đó đều muốn tiến vào hố trời. Ta khuyên các ngươi đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra, bằng không chờ chút không có cơ hội. Tà Vũ rung động nhẹ nhẹ trong tay tế kiếm. Vô số huyết châu vương vãi xuống. Cơ giác dị ma sắc mặt khó xử, hắn biết rõ, hai người bên cạnh, cũng còn có thiên tôn pháp thân. Nhưng là, bọn họ căn bản không dám lấy ra. Thạch Thánh một quyền oanh sát bàn tôn pháp thân một màn, còn rõ mồn một trước mắt đây. Nhưng mà, không chịu hoán đi ra, liền có thể sống lấy sao? Ma La Thánh giới, thật đúng là cho ta thánh tộc mặt dài a. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, lại có vài chục đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hơn 10 người, khí tức trên thân càng thêm cường đại, hơn nữa, bọn họ cũng đứng ở một đầu hung thú phía trên, hết sức bá đạo cùng cường thế. Không tốt, mau lui lại, đây là hỗn trụ thánh giới người. Thánh Lăng thấp giọng kinh hô, giờ khắc này, cũng không ở cố kỵ Tiêu Phàm một đoàn người. Hắn thấy, Tiêu Phàm một đoàn người là mạnh, nhưng có mạnh hơn. Lại làm sao có thể mạnh hơn hỗn trụ thánh giới đây? Phải biết, hỗn trụ thánh giới, thế nhưng là dị ma 19 thánh giới bên trong 5 vị trí đầu tồn tại. Cửu thiên thập địa bên trong,
cũng chỉ có 5 vị trí đầu những cái kia đại giới có thể so sánh. Bốn phía không ít tu sĩ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, vô luận là dị ma cũng tốt, vẫn là cửu thiên thập địa người cũng được, giờ phút này không có người nào xuất thủ. Bất quá, bọn họ đều chú ý tới nơi này chiến đấu, muốn thấy được kết quả sau cùng. Hỗn trụ thánh giới, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự, hắn đối cửu thiên thập địa rất ít đi biết, dù sao hai phương cơ bản không chút tiếp xúc qua. Hỗn trụ thánh giới, ở 19 thánh giới bên trong xếp hạng đệ ngũ, đối ứng là đạo huyền thần thiên. Tà Vũ híp híp hai mắt, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý phun trào. Đạt tới bọn họ cảnh giới bây giờ, bình thường cửu thiên thập địa cùng phổ thông dị ma thánh giới tu sĩ đã không để trong mắt, chỉ có đối mặt hỗn trụ thánh giới cường giả, mới có thể có chút áp lực. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cái gì năm vị trí đầu, những vật này, hắn xưa nay sẽ không quá nhiều coi trọng. Coi như xếp tại đệ nhất lại như thế nào, nếu như thực lực không cường đại, thứ tự căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá hắn cũng biết, tất nhiên hỗn trụ thánh giới có thể xếp tại đệ ngũ, vậy khẳng định có hắn phi phàm chỗ. Ba người các ngươi làm bản tôn nô bộc, cứu các ngươi một mạng, làm sao? Trong đó một cái người khoác hoàng kim chiến bào nam tử mở miệng. Hắn nhìn qua cùng nhân tộc không hai, vô luận hình thể, vẫn là bề ngoài. Thiên Càn, đừng khinh người quá đáng. Cơ Giác dị ma mặt âm trầm. Hắn dù sao cũng là thánh tử cấp bậc nhân vật A, nếu như làm người khác nô bộc, hoàn toàn là cho Ma La thánh giới mất mặt, dù cho hắn có thể còn sống sót, cũng không khả năng lại về Ma La thánh giới. Khinh người quá đáng, hoàng kim chiến bào nam tử Thiên Càn khinh thường cười một tiếng, nhún nhún vai nói, bản tôn chính là khinh người quá đáng, ngươi không suy nghĩ một chút. Giết, không đợi Cơ Giác dị ma mở miệng. Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên thần đến, tiện tay đem một quả bồ đào ném tới trong miệng. Ân, Thiên Càn ánh mắt lạnh lẽo, hắn không thích nhất người khác cắt ngang hắn, ngay sau đó khóe miệng dương lên, ta muốn bảo người, người cũng dám động. Hô, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đột nhiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, bị vây quanh ở trung ương Cơ Giác dị ma ba người, trực tiếp một phân thành hai, sau đó thi thể bị kiếm khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. Dù cho hai người khác có được thiên tôn pháp thân, cũng căn bản không kịp triệu hoán. Tu sĩ khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiểu tử này muốn chết sao, dám khiêu khích hỗn trụ thánh giới người đâu. Nhưng mà, kinh ngạc hơn sự tình còn ở phía sau. Ta muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, tóc dài trong gió cuốn lên, bá khí vô biên. Tê đám người nghe vậy. Nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích a, chán sống rồi sao? Nhất là Lý Giải Thiên Càn người, càng là cảm giác tê cả da đầu. Hỗn trụ thánh giới người, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn liền là ở nhìn một người chết. Tiểu tử, người thành công chọc giận ta, bất đắc dĩ ngươi là cái nào một giới người, đều chết định. Thiên Càn ngữ khí âm lãnh. Chung quanh hư không đều trở nên bạo động lên. Cái này còn vẻn vẹn vẫn là tức giận mà thôi, nếu như hắn chân chính động thủ, lại phải làm sao khủng bố. Cho đến bây giờ, phàm là muốn giết ta người, đều hóa thành đất vàng. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Hắn là hạ phẩm nguyên tôn không sai, nhưng tu luyện tới hiện tại, hắn chưa bao giờ mất đi qua kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hỗn trụ thánh giới người lại như thế nào? Chẳng lẽ sẽ chết không được sao? Hắn vong hồn dưới kiếm, có thể không phân biệt cái nào một giới người. Giết hắn, Thiên Càn triệt để tức giận, tiểu tử này vậy mà một đến hai, hai đến ba khiêu khích bản thân, nếu để cho hắn còn sống, chính là mình sỉ nhục lớn nhất. Chỉ một thoáng, năm tôn cường đại dị ma đi ra, mạnh mẽ khí tức tập trung vào Tiêu Phàm một nhóm. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói giết Tiêu Phàm, chính là diệt sạch bọn hắn một nhóm. Cũng chỉ muốn 5 người đủ để. Tiêu Phàm, Tà Vũ tiến lên một bước, thí thần mấy người cũng nhíu mày, chiến ý nổi lên. Các ngươi đều nóng người, hiện tại cũng nên đến ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đi đến trước mọi người đầu, trong bóng tối cho mọi người truyền âm nói, chờ chút có là chiến đấu, các ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn biết rõ, bản thân hôm nay nếu như không ra tay, chỉ sợ khó có thể thiện.
đương nhiên hắn cũng nghĩ qua để thí thần bọn họ xuất thủ, xem như Tiêu Phàm thuộc hạ đều cường đại như thế, cái kia Tiêu Phàm đây. Chính hắn hoàn toàn có thể làm chấn nhiếp một dạng tồn tại. Nhưng là, Tiêu Phàm cảm thấy còn thiếu rất nhiều, hôm nay không giết hắn một cái máu nhuộm đầy trời, là khó có thể chấn nhiếp đến đối phương. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn thử xem bản thân thành quả của một tháng này, nhìn xem cực hạn đến cùng ở đâu. Sau một khắc, để đám người mắt trợn tròn chính là, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ lại trở về xem cuộc chiến địa phương. Thí thần, Tà Vũ cùng Thạch Thánh ba cái càng là ngồi ở trên ghế bành, thảnh thơi không lo lắng đập lấy hạt dưa, chuẩn bị xem kịch vui. Những người này tâm thật là quá lớn a, đều phải chết mà không biết. Có người âm thầm trầm ngâm, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm bọn họ có thể sống sót. Chết, cũng đúng lúc này, năm cái kia dị ma rốt cục động. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời khung đều ảm đạm xuống, chỉ có một cái hư vô hắc động, đang thôn vệ lấy tất cả. Bốn phía tu sĩ đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Đây là hỗn trụ thánh giới đặc thù hắc ám bản nguyên chi lực, cơ hồ mỗi người đều có thể lĩnh ngộ, rất là đáng sợ. Có người khẽ nói, lại lui về phía sau một khoảng cách. Tà Vũ đám người thần sắc ngưng lại, chờ đợi chiến đấu kết quả. Tiêu Phàm chỗ sâu bóng đêm vô tận bên trong, hoàn toàn thấy không rõ mảy may, bất quá, hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia năm đạo cường đại khí tức. Ngay sau đó, Tiêu Phàm con người biến thành huyết hồng sắc, nguyên bản trong mắt của hắn thế giới hắc ám, trong nháy mắt giống như máu nhuộm. Kiếm thể, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, Tu La kiếm đã xuyên qua một tôn dị ma mi tâm. Đến ở hắn dưới chân hung thú, đã huyết nhục văng tung tóe, chết không thể chết lại. Ngươi làm sao nhìn thấy ta? Cái kia dị ma sợ hãi, khí tức tử vong xông lên đầu. Người này, vậy mà xử lý trước hắn tọa kỵ, sau đó lại giết hắn, cái này phải cỡ nào cường đại tự tin. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Tiêu Phàm trường kiếm vẩy một cái, dị ma thân thể nổ tung, cái gì đều không lưu lại, thần hồn câu diệt. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa tập trung vào khác một mục tiêu. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, hỗn trụ vũ trụ lĩnh ngộ hắc ám chi lực rất quỷ dị, bởi vì ở bên trong rất khó nhìn đến đối thủ, quét sạch bằng cảm ứng mà nói, quá chậm. Nhưng là trừ cái này một điểm, hỗn trụ vũ trụ dị ma, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Phốc, cuối cùng một tôn dị ma ngã xuống, Tiêu Phàm hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường, bốn phía hắc ám cũng lặng yên mà tán. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở mười mấy hơi thở tầm đó. Bốn phía tu sĩ nguyên bản còn đang suy nghĩ Tiêu Phàm có thể trèo chống bao lâu mới có thể chết, song khi hắc ám biến mất, tất cả khôi phục bình thường lúc, tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Làm sao có thể, hắn còn sống. Hỗn trụ thánh giới năm người đây, bọn họ đều sẽ lãnh ngộ hắc ám bản nguyên cường giả a, làm sao có thể thua. Không chỉ có thua, hơn nữa đều đã chết. Hỗn trụ thánh giới người, đều là có hắc ám thánh thú tỏa kỵ a. Đám người trợn tròn mắt, giống như trời sập đồng dạng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng hốt. Hỗn trụ thánh giới người cũng là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Không chỉ có bọn hắn người bị giết chết, ngay cả tỏa kỵ cũng không buông tha. Ngươi dám giết ta hỗn trụ thánh giới người, bản tôn định diệt ngươi cửu tộc, chu ngươi một giới. Thiên càn gầm thét, dưới chân hung thú gầm nhẹ, nện bước trầm trọng bước chân đi ra. Giống, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm sau lưng truyền đến gầm nhẹ một tiếng, lại là tiểu kim chân đạp hỏa vân xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, so thiên càn nhìn qua càng cao lớn hơn uy mãnh. Không thể không nói, bàn về khí thế, tiểu kim lại là muốn càng hơn một bậc. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nhìn xem đối diện thiên càn. Nhưng mà thấy một màn như vậy thánh võ thần giới đám người, lại là kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ những thần thú này, đều là hắn tỏa kỵ? Thánh lăng cũng không nhìn được sợ hãi thán phục, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Phàm giết chết hỗn trụ thánh giới năm tôn thất tinh ma tộc, hắn lại rụt cổ một cái. Chờ sau trận chiến này, bản thân một nhóm vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a, đám người này,
tuyệt đối không phải bọn họ có thể chiến thắng. Chỉ là hắn tò mò là, Tiêu Phàm rốt cuộc là cái nào một giới người, vậy mà như thế cường đại. Không chỉ hắn hiếu kỳ, bốn phía tất cả tu sĩ đều hiếu kỳ, ngay cả Thiên Càn cũng không nhịn được mở miệng, tiểu tử, ngươi là cái nào một giới, đợi rời đi táng tổ thiên mộ, bản tôn định diệt ngươi một giới. Con cóc ngáp, Tiêu Phàm khinh miệt liếc Thiên Càn một cái, thản nhiên nói, hôm nay các ngươi có thể sống sót vẫn là không biết rõ. Ha ha, Thiên Càn ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, mấy tức về sau, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm the thé, ngay cả mình xuất xứ cũng không dám báo, xem ra chỉ là cái nào yếu giới nhô ra nhà quê, một cái thượng phẩm nguyên tôn phế vật, cũng dám khiêu khích ta Thiên Càn. Rất lâu không có người chọc giận ta, một lần này, liền trực tiếp đem các ngươi giết hết tất cả, treo ở hố trời giáp danh trên vách đá. Nhìn xem về sau còn có ai dám đối ta Thiên Càn bất kính. Ngươi quá phí lời, Tiêu Phàm ngáp một cái. Chết, Thiên Càn rốt cục nhịn không được, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến, những nơi đi qua, hư không tất cả đều bị hắc ám thôn phệ. Liều nhục thân sao, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thu hồi tu la kiếm, vô tận chiến huyết vận chuyển, ngoại thân chán phóng kim quang nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn hoành không mà ra. Đồng dạng một quyền nộ oanh mà ra. Dám cùng Thiên Càn liều nhục thân, thực sự là tự tìm cái chết. Thiên Càn sư huynh thế nhưng là mới vào tứ đoán vô thượng kim thân. Hỗn trụ thánh giới tu sĩ cười lạnh không thôi. Chỉ là tiếp theo tức, bọn họ liền không cười được. Chỉ thấy vừa mới còn ngang ngược càn rỡ, Trương Dương không ai bì nổi Thiên Càn, ở chạm đến Tiêu Phàm cánh tay một sát na kia, một đầu cánh tay nổ tung, nửa ngày thân thể nhuốm máu. Thân thể càng là giống như lưu tinh đánh tới hướng sông núi chỗ sâu, bụi bặm đầy trời. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Càn thế nhưng là hỗn trụ thánh giới đương đại số 1 số 2 thiên tài A, nhục thân càng là danh xưng đương đại vô địch, lại bị một cái không biết tên tiểu tử đánh bay. Dạng này quá yếu A, tiểu kim nói thầm, làm hại hắn còn thay Tiêu Phàm lo lắng một lần, có thể nơi nào nghĩ đến. Tiêu Phàm một đòn liền giải quyết chiến đấu. Hỗn trướng, đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời truyền ra, Thiên Càn từ phế tích xông ra, trong tay dẫn theo một chuôi máu đỏ tươi đao, sát phạt chi khí bành trướng. Lại muốn liều vũ khí, Tiêu Phàm lắc đầu, mở ra tay phải, tu la kiếm trống giống xuất hiện, cười cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi chính là bằng nhục thân một trận chiến tốt. Hừ, đao pháp mới là bản tôn mạnh nhất. Có thể chết ở dưới đao của ta, người cũng chết có ý nghĩa. Thiên Càn nhe răng trợn mắt. Thanh âm chưa dứt, một đạo huyết sắc đao hàng ngang qua thương khung, hư không đều bị xé thành hai nửa, đao kia trong sông, càng là mãnh liệt hắc ám bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm lắc đầu, chân đạp thời không na di thiểm, người bình thường đã hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của hắn. Chỉ biết là Thiên Càn đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng lúc đó, đao kia sông biến mất. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Thiên Càn thời khắc, không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Thiên Càn toàn thân huyết nhục bay tán loạn, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ xương, mấu chốt là, còn có một thanh trường kiếm khoác lên trên cổ của hắn. Đám người hoàn toàn không thấy rõ ràng, Tiêu Phàm là như thế nào đánh bại Thiên Càn. Ta nói, ngươi chính là bằng nhục thân một trận chiến tốt, ai bảo ngươi không nghe khuyên bảo đây. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, phải biết. Hắn tốc độ bây giờ, thế nhưng là có thể sánh vai thượng phẩm pháp tôn A. Bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng cùng thượng phẩm pháp tôn một trận chiến. Thiên Càn nhục thân cùng sức mạnh to lớn, nhưng tốc độ chỉ là qua loa, cơ hồ chỉ có bị nghiền ép phần. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao, bản tôn phụ thân chính là Ngao Tôn. Thiên Càn cười lạnh, hoàn toàn không có nửa điểm rơi vào Tiêu Phàm trong tay giác ngộ. Phốc phốc, nhưng mà... Lời còn chưa dứt, Thiên Càn đầu ném đi mà lên, ở hắn trong ánh mắt kinh hãi, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem hắn nhục thể xé nát. Thiên Càn nằm mơ đều không nghĩ đến, vậy mà thật sự có người dám giết hắn, hơn nữa còn không phải bọn họ thánh tộc người. Mắt thấy nhục thân bị hủy, Thiên Càn thật sợ hãi, cũng may linh hồn chỉ là nhận lấy một điểm nhẹ thương. 3. Không đợi hắn tới kịp cao hứng, một cái đại thủ mò xuống, trực tiếp đem hắn linh hồn túm trong tay. Dọa đến Thiên Càn toàn thân run rẩy. Ngươi vừa rồi nói ngươi là Ngao Tôn cái gì? Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Thiên Càn,
hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì ngao tôn. Nhưng là, hắn rất chán ghét bị người uy hiếp, cho đến bây giờ, phàm là uy hiếp qua hắn người, cơ bản đều đã chết. Thiên Càn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh liên tục, ngao tôn là cha ta, tiểu tử, người muốn là thức thời một chút mà nói, cho bản tôn quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Nhường ngươi cha đi ra, Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Thiên Càn sững sờ, lại nhìn Tiêu Phàm, nơi nào có nửa điểm sợ bộ dáng, hoàn toàn chính là hí ngược a. Ta nói, nhường ngươi cha pháp thân đi ra, nghe không hiểu tiếng người sao. Tiêu Phàm ngữ khí biến phải âm trầm rất nhiều, thanh âm cũng trầm thấp rét lạnh. Thiên Càn khẽ cắn môi, gia hỏa này là thật muốn theo bản thân không chết không thôi sao. Đám người cũng là hết sức ngạc nhiên, bọn họ rất nhiều người đều là biết rõ, Thiên Càn phụ thân ngao tôn, thế nhưng là thiên tôn cảnh bên trong cường giả cấp cao nhất, truyền văn cực có thể trở thành bán bộ thánh tổ. Cho dù là hắn pháp tôn, cũng vô cùng có khả năng có được thiên tôn thực lực. Tiểu tử này là thật muốn tìm cái chết sao? Ta đếm ba tiếng về sau, ta liền giết ngươi. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, ngay sau đó bắt đầu đếm ngược lên. Ba, hô, vừa mới nói ra một con số, Thiên Càn hoàn toàn không dám do dự, tiểu tử này là thật dám giết hắn, còn không đem thiên tôn pháp thân triệu hoán đi ra, chính là hắn tử kỳ. Hắn mi tâm toát ra một cái cùng Thiên Càn tướng mạo giống nhau y hệt trung niên nam tử. Cường đại khí huyết bành trướng không thôi, giống như sóng lớn vỗ bàn. Mạnh mẽ khí tức, càng là thẳng bức thượng phẩm pháp tôn, ép tới ở đây người hoàn toàn không thở nổi. Hiển nhiên, đây chính là ngao tôn thiên ngao, cường đại gần như để người ở chỗ này tuyệt vọng. Người nào dám can đảm đụng đến ta nhi, ngao tôn pháp thân lạnh lùng đảo qua toàn trường. Ba, nhưng lời còn chưa dứt, một đạo to lớn trưởng cương quét ngang mà ra, hung hăng rút trên mặt của hắn. Pháp thân đều kém chút bị rút ra bạo. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Phải biết, đây chính là thiên tôn pháp thân A, thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực, giờ phút này lại bị một cái thượng phẩm nguyên tôn tát một bạt tai, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc. Nhưng sự thật chính là như thế. Có vẻ như ngao tôn pháp thân còn không có lấy lại tinh thần. Thiên Càn thật tuyệt vọng, cha hắn cường đại, thế nhưng là quá rõ ràng, cho dù ở hỗn trụ thánh giới thiên tôn bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm một cái tát kia, trực tiếp quất nát hắn kiêu ngạo. Hỗn trướng, ngao tôn pháp thân tức giận, hủy diệt tính chấn động từ trên người hắn bạo phát ra. Ba, lúc này, lại là một tiếng vang giòn truyền ra. Đám người đã không chỉ là kinh ngạc, sớm đã trợn mắt hốc mồm, giống như thời gian đình chỉ. Nếu như nói, bàn tay thứ nhất là vận khí, cái kia bàn tay thứ hai đây. Lão đại mạnh như vậy, thí thần đều bị Tiêu Phàm cường đại làm cho sợ hết hồn. Chẳng lẽ hắn có khắc chế pháp thân biện pháp, Tà Vũ cũng âm thầm cô. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm linh hồn chi lực nhưng là chân chính thiên tôn cảnh. Mà thiên tôn pháp thân. Nói trắng ra là cũng chính là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, chỉ là đầy đủ thực chất tính vật lý công kích. Điểm này, đạt tới thiên tôn cảnh Tiêu Phàm, lần trước cùng lục xí ma bằng một trận chiến liền thử qua. Nhưng là, đó cũng không phải giải thích, thiên tôn pháp thân liền thật đầy đủ thiên tôn cảnh thực lực, nhiều nhất mang theo thiên tôn cảnh một tia uy áp mà thôi. Bằng không, thiên tôn pháp thân nếu là có được thực lực bản thân, đây chẳng phải là vô địch. Đương nhiên. Có thiên tôn chia ra pháp thân, có lẽ thật sự có thiên tôn cảnh thực lực, nhưng dạng người này, quá ít. Chí ít trước mắt ngao tôn không phải, hắn chỉ có thể coi là thiên tôn cảnh bên trong cường giả. Đoán chừng đạt tới bán bộ thánh tổ thời điểm, có lẽ chia ra thiên tôn pháp thân, có thể có được chân chính thiên tôn cảnh thực lực. Bản tôn muốn xé xác ngươi, ngao tôn ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm. Nhưng khi thấy Thiên Càn rơi ở trong tay Tiêu Phàm lúc, lại đã ngừng lại thân hình, sát khí nặng nề nói, thả con ta, cho ngươi một cái thống khoái. Ta để cho hắn thả ngươi đi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, tốt nhất đừng chọc tới ta. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đối phương, tự nhủ, bằng không mà nói, ai chọc ta, người đó chết. Nói xong, lòng bàn tay hắn bỗng toát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không. Đám người biểu tình hoảng sợ,
thật sâu nhớ kỹ Tiêu Phàm khuôn mặt. Gia hỏa này, nhất định chính là người điên, vậy mà liền ngay trước Thiên Ngao trước mặt, giết hắn nhi tử, đây là chán sống rồi a. Về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải trốn xa một điểm, rời xa cái này sát tinh. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, diệt ngươi cửu tộc. Ngao Tôn pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét, Thiên Càn nhưng là hắn xuất sắc nhất nhi tử, hắn tương lai hy vọng. Cái này hỗn chứng tiểu tử dám ở ngay trước mặt hắn giết hắn nhi tử, hủy hắn hy vọng. Cái tiếp theo đến ngươi, Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, căn bản không có lưu tình chút nào, đối với dị ma, hắn luôn luôn đều là có thể giết liền giết. Huống chi, cái này dị ma còn chọc phải trên người hắn. Vẻn vẹn mấy tức, Thiên Càn linh hồn liền bị vô tận chi hỏa thôn vệ hầu như không còn. Lúc này, Ngao Tôn pháp thân rốt cục động thủ, một cái đại thủ vỗ xuống, giống như toàn bộ thương khung rơi rụng xuống, bốn phía tia sáng toàn đội bị thôn vệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm thần sắc như thường, Thiên Tôn cảnh linh hồn chi lực giống như cuồn cuộn đồng dạng tuôn ra, gắt gao tập trung vào Ngao Tôn pháp tôn. Ngao Tôn pháp thân cảm nhận được cỗ kia cường đại linh hồn ba động, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể dường như không nghe hắn trưởng khống một dạng. Làm sao có thể, người linh hồn chi lực, Ngao Tôn pháp thân hết sức kinh khủng. Hắn rốt cuộc biết, bản thân vừa rồi vì sao bị phiến hai bàn tay, nguyên lai là bị tiểu tử này kinh hãi một sát na kia, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn nghĩ muốn bắt cái kia linh hồn chi lực, lại tan biến tại vô hình. Mà bây giờ, hắn xác thực chân thiết cảm nhận được, lấy hắn cỗ này pháp thân lực lượng linh hồn, ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng giống như một đứa bé, nơi nào có sức hoàn thủ. Kiếm phệ, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, vô cùng vô tận kiếm khí quấy giết mà ra, đem Ngao Tôn pháp thân từng khối cắt thành mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Chỉ có một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng thương khung, bản tôn không giết ngươi, thề không làm người. Ngươi vốn cũng không phải là người. Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng, xách ngược lấy trường kiếm, ánh mắt lại là chuyển hướng hỗn trụ thánh giới người. Hỗn trụ thánh giới người nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, phòng bị hướng về Tiêu Phàm. Hỗn trụ thánh giới, Tiêu Phàm cười nhẹ lắc đầu, căn bản không có tiếp tục ý xuất thủ, chỉ là khinh thường phun ra hai chữ, rác rưởi. Ngay sau đó cuồng thiếu rời đi, không có người nào dám ngăn. Hỗn trụ thánh giới tu sĩ nắm chặt nắm đấm, nhưng lại chậm rãi buông ra, liền Thiên Càn đều đã chết, bọn họ những người này, mấy cái khác cùng Thiên Càn cùng cấp độ người, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Tiểu tử, ngươi là cái nào một giới người, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hỗn trụ thánh giới vẫn là có người kìm nén không được, trầm giọng hỏi. Những người khác cũng dựng lỗ tai lên, tử tế nghe lấy, sợ bỏ qua cái gì. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này cường đại hắc bào thanh niên, rốt cuộc là thế giới nào. Về sau nhìn thấy thế giới này người, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy đồng dạng, một đám kẻ yếu, bản thân cần gì cần hồi đáp bọn họ sao. Nhưng mà, thí thần lại là lơ đễnh cười nói, nhớ kỹ, tiểu gia thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới, lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi lên tiếng, tất cả đều lộ ra không thể tin. Làm sao có thể, thái cổ thần giới không phải xếp hạng đệ cửu hay là đệ thập A, bọn hắn người không có khả năng mạnh như vậy. Theo ta thấy, bọn họ khẳng định là nói láo, 89 phần 10 là cùng thái cổ thần giới có thù, cố ý báo thái cổ thần giới danh tự. Không đúng, bây giờ là tất cả mọi người kiêng kỵ thái cổ thần giới, bọn họ nếu không phải thái cổ thần giới người, cũng sẽ không như vậy hãm hại. Đám người ngươi một lời, ta một câu, trên mặt chấn kinh chi sắc là càng ngày càng mãnh liệt. Lần này về sau, những người khác sợ là nhìn thấy thái cổ thần giới người, đều phải nhượng bộ lui binh. Tiêu Phàm trở lại thí thần bọn họ bên cạnh, không khỏi trừng thí thần một cái, thí thần thè lưỡi, đành phải xem như cái gì đều không phát sinh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn xác thực không nên tự báo xuất xứ, kể từ đó, liền có thể bảo trì một loại cảm giác thần bí. Về sau nơi này người ai nhìn thấy bọn họ đều phải lui tránh ba phần nhưng mà, hiện tại bọn hắn biết mình là thái cổ thần giới người, có lẽ liền không có như vậy kiêng kỵ. Đúng rồi, thánh võ thần giới người đâu? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Vừa rồi chính ở chỗ này đây, đột nhiên không thấy bóng dáng. Tà Vũ chỉ cách đó không xa một cái phương hướng nói. Tựa như là tiến vào, Thạch Thánh chen vào một câu,
Ta vừa rồi xem bọn hắn chạy rất gấp bộ dáng, hẳn là sợ ngươi muộn thu nợ nần, cho nên bọn họ dứt khoát tiến nhập hố trời. Nâng lên hố trời, đám người thần sắc ngưng tụ, hiển nhiên, bọn họ cũng rất chờ mong, trong hố trời đến cùng có cái gì. Nếu không chúng ta cũng đi vào đi, dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Khương Ách trầm ngâm nói. Mọi người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Vậy liền đi xuống đi, càng ngày càng nhiều người chạy đến, coi như không đi xuống, ở trong này cũng có khả năng phát sinh xung đột. Tà Vũ đúng trọng tâm phân tích một câu. Đi, Tiêu Phàm dẫn đầu phi thân mà ra, trực tiếp nhảy xuống hố sâu, Tà Vũ bọn họ theo sát phía sau. Bốn phía tu sĩ mặc dù cũng muốn nhảy đi xuống, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn tránh đi Tiêu Phàm một đoàn người, vạn nhất phát sinh xung đột, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó ra muốn ứng phó ma hồn bên ngoài, còn muốn ứng phó Tiêu Phàm bọn họ cường đại như vậy đối thủ sau nửa ngày, mới có người đi theo Tiêu Phàm phía sau bọn họ nhảy đi xuống. Cũng liền ở nơi này lúc này, một chỗ vách núi bên bờ, đến một đám tu sĩ, chúng dè dặt đánh giá bốn phía, sợ đắc tội một ít tồn tại cường đại. Lại còn nhiều như vậy người so với chúng ta sớm đến nơi này. Tiêu Chiến Phong sắc mặt nghiêm túc, trên người tán phát khí tức còn có chút không ổn định. Nhưng là, không hề nghi ngờ đã đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh. Không chỉ là hắn, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng mấy người cũng tất cả đều đạt đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Hẳn là đã có người tiến vào, chúng ta là đi vào, hay là ở lại đây chờ. Thần Chân Võ nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy hố trời, trong lúc nhất thời do dự. Những người khác cũng là như thế, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Chiến Phong. Tiêu Chiến Phong thế nhưng là đám người bọn họ đội trưởng, đại bộ phận sự tình đều phải hắn làm quyết định cuối cùng. Lão đại, liền nơi này, đột nhiên, một đạo thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến. Tiêu Chiến Phong đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Nha, nơi này lại bị người chiếm cứ. Một cái bạch y nam tử hơi hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó lộ ra hí ngược nụ cười, giống như nhìn xem một đám đồ chơi. Lão đại, phương hướng này có vẻ như còn không người nhảy đi xuống qua, nếu không, để bọn hắn thử trước một chút. Bạch bào nam tử sau lưng một cái gầy nhom hắc y nam tử tà tà cười nói. Tiêu Chiến Phong đám người sắc mặt khẽ biến, bọn họ vừa tới nơi đây, còn không có lý giải rõ ràng đây, nào dám cứ như vậy nhảy vào hố trời. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm không biết, đến lúc đó coi như chết thảm. Các hạ không khỏi quá khoa trương a, chúng ta vừa tới nơi đây, mọi người cùng là cửu thiên thập địa người, cũng coi là đồng bạn, hẳn là chiếu cố lẫn nhau, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Tiêu Chiến Phong xem như đội trưởng, trước tiên chủ động đứng dậy. Ngươi tính là gì, cũng dám cùng chúng ta làm đồng bạn. Bạch bào nam tử khinh thường cười một tiếng, một bộ dáng cao cao tại thượng, giống như quan sát một bầy kiến hôi. Nói như vậy, một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Tiêu Chiến Phong nhịp tim có chút gia tốc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vừa tới hố trời, liền cùng người xung đột. Nhưng là, xem như đội trưởng, hắn không thể e ngại, còn phải giữ gìn thái cổ thần giới nhất phương tôn nghiêm. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thần Chân Võ, Ninh Thiếu Hoàng, Đông Phương Diễn mấy người cũng tất cả đều lấy ra riêng mình vũ khí, sát khí lạnh lẽo từ trên người nở rộ mà ra. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn nhảy đi xuống, bằng không. Bạch bào nam tử trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chờ một chút, Tiêu Chiến Phong bọn họ chủ động, để cái kia gầy nhom hắc y nam tử trong lòng khẽ biến, vội vàng gọi lại đám người. Hắn ánh mắt quét Tiêu Chiến Phong bọn họ một cái, trong lòng có chút do dự. Những người này, dù sao cũng là một đám hạ phẩm pháp tôn cảnh a. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó Tiêu Phàm một nhóm, đây chính là một đám thượng phẩm nguyên tôn cảnh mà thôi, cuối cùng liền hỗn trụ thánh giới đều bị bọn họ ngược. Gầy còm hắc y nam tử cũng không nghĩ bản thân một nhóm đi vào hỗn trụ thánh giới theo gót, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi các ngươi là cái nào một giới người. Nếu như những người này là cửu thiên thập địa năm vị trí đầu người, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự rời đi, thậm chí còn có thể chịu nhận lỗi. Tiêu Chiến Phong trầm ngâm mấy tức, không biết đối phương là ý gì,
bất quá vẫn là như thực nói ra, thái cổ thần giới, xin chỉ giáo. Thái cổ thần giới, gầy còm áo đen nam tử thanh âm đột nhiên bén nhọn thêm vài phần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trời cao bạch y nam tử cũng đứng không vững, trực tiếp rơi xuống hư không, những người khác càng là chẳng tốt đẹp gì, trực tiếp quỵ ở Tiêu Chiến Phong trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ. Vừa rồi đám kia thượng phẩm nguyên tôn cảnh người, đều đem hỗn trụ thánh giới dẫm nát trong nước bùn. Hiện tại những cái này, rõ ràng là vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh A, chẳng phải là so với kia nhóm thượng phẩm nguyên tôn cảnh càng mạnh. Tiêu Chiến Phong đám người ngươi xem ta đây, ta xem ngươi đây, hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Lúc nào thái cổ thần giới trở nên khủng bố như vậy sao? Nhưng quân Bách Nhẫn nói cho bọn hắn, tiến vào táng tổ thiên mộ, nhất định phải điệu thấp, lại điệu thấp A. Hiện tại tình huống này, lại là chuyện gì xảy ra? Các vị, chúng ta có mắt không tròng, còn mời đem chúng ta xem như một cái rắm, thả. Phách lối bạch bào nam tử thành hoàng thành khủng quỳ trên mặt đất, trên mặt cưỡng ép gạt ra một điểm nụ cười, muốn bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu khó coi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn thái cổ thần giới đám người có thể tha bọn họ một lần. Tiêu Chiến Phong đám người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng vẫn như cũng nghi hoặc không thôi, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Những người này mới vừa rồi còn không phải rất phách lối sao, làm sao đều quỳ xuống. Lan, ngược lại là thần chân võ, trước tiên biểu hiện ra càng thêm cường thế một mặt, quát lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn chiến đấu, dù sao đoàn người mình thực lực, hắn đều rất rõ ràng. Thật muốn một trận chiến, bọn họ những người này cũng không chiếm được chỗ tốt. Là, chúng ta liền lăn, bạch bào nam tử một nhóm như được đại xá, lộn nhào. Chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Chờ một chút, lúc này, thần chân võ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn biết rõ, những người này là thật sợ bọn họ. Đã như vậy, vậy mình một nhóm cũng không cần e ngại bọn họ, hẳn là biểu hiện càng thêm cường thế một điểm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đối phương một đoàn người vội vàng ngừng thân hình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thái cổ thần giới một đoàn người. Tiêu Chiến Phong đám người nhìn thấy thần chân võ như thế bá đạo, vốn định ngăn cản, tất nhiên đối phương đều chạy trốn, cái kia còn để bọn hắn lưu đi xuống làm gì. Lúc này, thần chân võ nhàn nhạt nhìn xem bên cạnh hố trời, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, các ngươi không phải để cho chúng ta nhảy đi xuống sao? Hiện tại các ngươi nhảy một cái cho ta xem một chút. Bạch bào nam tử đám người nghe vậy, ngươi xem lấy, ta nhìn vào ngươi. Mấy tức về sau. Bạch bào nam tử khẽ cắn môi, bọn họ biết rõ, hôm nay đã trúng thiết bản. Bất quá, bọn họ chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì quái dị, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Trước đó thái cổ thần giới một đoàn người, có thể so sánh lúc này những người này muốn cường thế nhiều, những người kia thế nhưng là một lời không hợp liền đại khai sát giới A. Mà hiện tại những người này, vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn nhảy đi xuống mà thôi, đã đủ nhân từ. Dù sao bọn họ cũng muốn tiến vào hố trời, mặc dù sớm xuống dưới dò đường nguy hiểm một chút, nhưng là so chết ở bên trên hiếu thắng. Đi, nghĩ vậy, bạch bào nam tử khẽ quát một tiếng, thả người nhảy xuống hố sâu. Những người khác giận mà không dám nói gì, cũng chỉ đành kiên trì đi theo nhảy đi xuống. Thần chân võ nhìn thấy đám người biến mất ở hố trời chỗ sâu, cơ thể hơi run lên, hắn lúc này mới phát hiện, sau lưng mình đã ướt đẫm. Đám người cũng khẽ nhả một ngụm chọc khí, cảm giác đè ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Bọn họ thật đúng là lo lắng, những người này sẽ cẩu cấp khiêu tường, cùng bọn hắn làm một vố lớn. Các ngươi nói, bọn họ vì sao như vậy sợ chúng ta? Ninh Thiếu Hoàng mở miệng, thần sắc ngưng lại. Đám người cũng mười điểm không hiểu, mặt khác cửu thiên thập địa tu sĩ, làm sao vừa nghe đến bọn họ thái cổ thần giới danh hào, liền sợ hãi như thế đây? Mấu chốt là, bọn họ căn bản không có biểu hiện ra thực lực cường đại A. Ta nghe quân các chủ nói, thái cổ thần giới cũng có một nhóm người có thể đi vào táng tổ thiên mộ, chẳng lẽ là bọn họ? Tiêu Chiến Phong trầm ngâm mấy tức nói. Ngươi là nói, thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc những người kia. Thần chân võ con ngươi trầm xuống. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh dị không thôi, chẳng lẽ trừ bọn họ? Thái cổ thần giới còn có những người khác tiến vào. Long tộc, Phượng tộc,
Lang tộc cùng Kỳ Lân tộc người, đều có người tiến đến, có thể là bọn họ. Tiêu Chiến Phong ngưng tiếng nói. Những người kia bọn họ mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng quân Bách Nhẫn thế nhưng là khuyên bảo bọn họ, phải cẩn thận bọn họ, chỉ là cho đến bây giờ, còn chưa thấy qua bọn họ. Đám người nghe vậy, đã nhận định là những người kia làm cái gì sự tình, khiến cho mặt khác cửu thiên thập địa người đều sinh ra một loại e ngại. Đi thôi, chúng ta cũng xuống đi. Tiêu Chiến Phong lại nói, nhìn qua phía dưới đen không thấy đáy hố trời, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mà lúc này, Tiêu Phàm một nhóm sớm đã xâm nhập hố trời, hơn nữa tao ngộ không ít ma hồn tập kích. Oanh, Tiêu Phàm một trưởng đánh giết một cái ma hồn, có thể sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng lên. Nơi này mặc dù người bình thường đưa tay không thấy năm ngón, có thể thị lực của bọn hắn, còn có thể thấy rõ ràng phương viên trong phạm vi mấy chục dặm khoảng cách. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới hết sức kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dương nanh múa vuốt ma hồn, hơn nữa cực kỳ cường đại, đại bộ phận đều là nguyên tôn cảnh trở lên tu vi. Hơn nữa theo xâm nhập, ma hồn thực lực càng ngày càng mạnh, thượng phẩm pháp tôn cảnh ma hồn càng là nhiều vô số kể. Mọi người cẩn thận một chút, rất nhanh liền tới mặt đất. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người. Lão đại, nơi này thì có thượng phẩm pháp tôn cảnh ma hồn, một khi xuống dưới, vô cùng có khả năng xuất hiện thiên tôn cảnh ma hồn, đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn chịu nổi a. Thí thần truyền âm nói. Nói xong, hắn há miệng nuốt vào mấy đầu ma hồn, trên người ma khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng như máu, tản ra một cỗ tàn nhẫn khí tức. Tiêu Phàm híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy tứ phương, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hố trời đến cùng là địa phương nào, vậy mà chôn giấu lấy nhiều như vậy ma tộc. Điểm này, Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu, bất quá hắn biết rõ, trước mắt ma hồn, hẳn là chết đi ma tộc lưu lại. Nhưng lúc này, này ma hồn cũng quá là nhiều, nhiều đến Tiêu Phàm đều có chút tê cả da đầu. Khó trách từ xưa đến nay, có nhiều như vậy cửu thiên thập địa tu sĩ chết ở nơi đây. Hơn nữa, chỉ cần có thể sống sót đi ra nhiều người thiếu đều có thể đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh. Những cái này ma tộc linh hồn, chỉ cần có thể thành công thôn phệ, liền có thể để linh hồn chi lực tăng vọt một mảng lớn. Dù cho Tiêu Phàm linh hồn chi lực đạt đến thiên tôn cảnh, lúc này cũng có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể thừa nhận ngụ ma khí phản phệ. Ta trước đi xuống xem một chút, các ngươi chờ chút xuống tới. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tốc độ rơi xuống tăng tốc, phàm là ngăn cản hắn ma hồn, toàn bộ bị kiếm khí quấy giết. Nói là pháp tôn cảnh ma hồn, nhưng là vẻn vẹn chỉ có pháp tôn cảnh uy áp, khoảng cách chân chính pháp tôn cảnh thực lực, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm bọn họ cũng không khả năng sống sót đến nơi này. Đám người bọn họ dĩ nhiên cường đại, nhưng ai lại có thể chống đối hàng vạn mà tính pháp tôn cảnh công kích đây? Tiêu Phàm tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hắn rốt cục vững vàng rơi trên mặt đất. Tê đương nhiên nhìn thấy dưới chân tràng cảnh lúc, lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bạch cốt, tản ra khí tức mục nát. Đi qua vô số tuế nguyệt, những cái này xương cốt đã triệt để đã mất đi thần tính, biến thành bạch cốt. Cái này cần chết bao nhiêu người a? Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, hắn không cách nào tưởng tượng, năm đó một trận chiến đến cỡ nào thảm liệt. Ngay sau đó, hắn đi về phía trước nhìn tới, nhưng hắn kinh ngạc chính là, từng cây toàn thân đen nhánh thực vật, sinh trưởng ở một mảnh xương khô bên trong, chập chờn dáng người, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Thất diệp u minh, Tiêu Phàm nhanh chóng tiến lên, cúi người nhìn trước mắt thực vật, trong lòng hơi hơi kinh dị. Thất diệp u minh, thế nhưng là cửu tinh thánh giai thần dược, đối linh hồn tu luyện có được thật tốt hiệu quả, một khi linh hồn mạnh lên, lĩnh ngộ bản nguyên tốc độ tất nhiên cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là một chỗ bảo địa. Tiêu Phàm cảm khái. Hồng hộc, lời còn chưa dứt, một vòng u quang từ trước người mặt đất chảy ra mà ra, thẳng đến hắn mi tâm, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm chia ra một bộ linh hồn phân thân, bản tôn cấp tốc hướng phía sau kích xạ đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phốc suy một tiếng, linh hồn phân thân thế mà nổ tung,
có thể cái kia u quang tốc độ vẻn vẹn giảm bớt một tia, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phóng tới. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm ngăn tại trước người, keng một tiếng, cả người bị một cỗ bá đạo lực lượng hất bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Hắn lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu toàn thân đen nhánh tiểu xà từ vừa rồi gốc kia thất diệp u minh bên cạnh mặt đất xông ra. Tiểu xà rất nhỏ, chỉ có một chỉ thô, dài đến một xích, toàn thân mọc ra đen nhánh lân phiến, giống như áo giáp một dạng trải rộng toàn thân. Một đôi đỏ thắm mắt nhỏ, giống như u minh chi nhãn, quỷ khí âm trầm, hết sức đáng sợ. Nhất bộ u linh xà, Tiêu Phàm nhận ra lai lịch của hắn, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Truyền văn, nhất bộ u linh xà cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, dù cho mạnh hơn nó một cái tiểu cảnh giới người, cũng ngăn cản không nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 212.